Trương 3800, Hồng Thái sư Triệu Kiến, người mạnh như vậy lại có thể cam tâm tình nguyện đợi ở trong hoàng cung làm một tên thái giám. A, à, bệ hạ cũng quá anh minh thần võ. Lăng Hàn cũng thật vất vả trở lại học viện, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn cần chữa trị đạo cơ. Nhị oa, người có thể thấy được lão thái kia? À không, tu vi của Chu lão đầu kia hay không? Lăng Hàn thuận miệng hỏi, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ đối với tu vi của Chu Kỳ. Hắn thiếu chút nữa thốt ra một câu lão thái giám. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn phải làm gương tốt, làm sao có thể nói ra từ thô tục. Lão thái giám kia là tầm bí cảnh, nhị qua đáp lại, lang hàn không khỏi thở dài. Hắn đã cố ý không nói ba từ lão thái giám, không nghĩ tới tiểu nha đầu này căn bản không cần hắn dạy hỏng. Thật thất bại, hắn không thèm nghĩ tới vấn đề giáo dục mấy nữ hài tử này nữa. Thô tục thì thô tục, chỉ cần vấn đề nguyên tắc không lay chuyển là được. Kỳ quái, đường đường cường giả tầm bí cảnh vì sao lại cam tâm làm một lão thái giám. Người xem, bốn đại soái hồng thái sư bọn họ uy phong bá đạo bao nhiêu. Vì sao Chu Kỳ đồng ý cam tâm che giấu danh tính, còn tự phế một chân. Lăng Hàn lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Tay hắn lấy ra bảo quả sinh mạng tiếp tục ăn vào, chữa trị đạo cơ. Sau khi ăn liền bảy quả, nhị hoa cuối cùng mới gật đầu, nói đạo cơ của hắn đã phục hồi như cũ. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm tóc bạc chỉ là ảnh hưởng dung mạo của hắn. Về điểm ấy hắn không quá quan tâm đạo cơ bị hao tổn đó mới là muốn chết, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai của hắn. Hắn vẫn còn có chút mệt mỏi, hắn liền tiếp tục sử dụng bảo quả sinh mạng, sau khi lại ăn vào năm quả, tinh khí thần của hắn cuối cùng khôi phục lại đỉnh phong. soi gương, chỉ thấy tóc hắn đã một lần nữa khôi phục lại thành màu đen, có một loại lưu quang chấp động, có vẻ cực kỳ thần võ. soái Lăng hàn thỏa mãn cười, hắn chắc hẳn đã hoàn toàn khôi phục, nhị hoa làm kiểm tra cặn kẽ cho hắn, nói, phụ thân, người vẫn tổn hao năm chừng 10 năm thọ nguyên. Đây là điều bảo quả sinh mạng cũng không thể chữa trị. Lăng Hàn gật đầu, tuy rằng hắn đúng lúc làm ra chữa trị, nhưng một cái bình đã bị vỡ, dù có dính lại thế nào đi nữa cũng không có khả năng giống như lúc hoàn mỹ. 50 năm, hắn mất đi, cùng lắm thì sau đó lại không đột phá như vậy nữa. Mục tiêu kế tiếp chính là sông lên thất biến đỉnh phong, sau đó đột phá cực cốt, bước vào hành trình mới. Đáng tiếc, hiện tại trong tay hắn chỉ có bảo quả sinh mạng các bảo quả khác đều đã ăn hết rồi, hắn cũng chỉ có dựa vào đan dược và trận pháp tới tăng nhanh tốc độ tu hành. Thật ra điều này cũng không tính là chậm, nhưng Lăng Hàn đã thành thói quen với cách thức sử dụng thiên tài địa bảo nâng cao bay vọt. Trở lại tiết tấu sử dụng đan dược, trận pháp tăng thêm, tất nhiên sẽ cảm giác đẩy mạnh quá thông thả. Thật ra như vậy cũng tốt, tu luyện vốn nên tiến hành theo chất lượng. Phụ thân, phụ thân, lục hoa chạy tới, đương nhiên chỉ có tiếng không có hình. Thế nào, Lăng Hàn hỏi thất hoa xuất thế, lục hoa nói, lăng hàn lập tức đứng lên, ra hỏa lười đến mức ngay cả xuất thế cũng chậm này. Rốt cuộc vẫn là xuất thế, hắn chạy đi nhìn, chỉ thấy cái hồ lô cuối cùng quả nhiên mở ra. Một tiểu hài tử bò ra, nhưng mới leo đến phần nửa lại treo ở đó, nửa người trên thò ra ngoài, nửa người dưới lại còn đang ở trong hồ lô. Tình huống gì, lăng hàn hỏi, năm hài tử đều ở trong này, lại đang ngủ, đại hoa bất đắc dĩ nói. Ách, cái này cũng được, Lăng Hàn tưởng tượng ra hình ảnh này, thất hoa ra sức phá vỡ hồ lô, cuối cùng xuất thế. Nhưng sau khi bỏ phân nửa liền nghĩ, dù sao cũng đã xuất thế, còn có cái gì phải gấp, không bằng lại ngủ một giấc. Sau đó, nàng quyết định lại bắt đầu ngủ, Lăng Hàn có loại cảm giác muốn phát điên, thất hoa này đến cùng lười biếng tới mức nào. Hắn đi qua tóm lấy thất hoa, chỉ thấy nữ hài tử này cũng tinh mỹ, thuộc về bộ dạng để người ta nhìn một cái liền cam tâm tình nguyện móc tim móc phổi cho nàng. Nhưng, lười cũng sắp thành bệnh nan y. bóp hăng hàn đánh một cái vào mông nàng. a à, hắn kinh ngạc phát hiện, một trường này đánh tới nhưng lực lượng lại bị hấp thu. Chỉ cần lực lượng không vượt quá cực hạn, thất hoa đều có thể đủ hấp thu. Nhị hoa giải thích, năng lực chuyên dụng của người lười. Tam hoa bình luận, vẫn cao ngạo lạnh lùng. Lăng hàn mỉm cười, để thất hoa để xuống. Gia hỏa này lực lượng gì cũng có thể hấp thu, đúng là năng lực rất thực dụng của người lười. Gọi thế nào cũng không tỉnh Hắn dự định nghiên cứu một chút về trận pháp và đan dược cấp bậc tông sư. Hiện tại lực tinh thần đi tới, năng lực nguyên bộ cũng phải đuổi kịp. Cốc cốc cốc, chỉ là cái mông của hắn còn không có ngồi nóng, cửa lớn lại bị gõ vang. Ai vậy? Gõ cửa có cần vội vàng như vậy sao? Hắn đi ra ngoài, mở rộng cửa, chỉ thấy đứng ở cửa là hai quan quân mặc khôi giáp. Tình huống gì vậy? Lăng Hàn, một quan quân hỏi. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, theo chúng ta đi, Hồng thái sư triệu kiến. Hai quan quân đều lộ ra thần sắc lãnh đạm thản nhiên, bộ dạng giải quyết việc chung. Hồng thái sư Triệu Kiến, suy nghĩ cái gì, còn không mau đi theo chúng ta? Thấy Lăng Hàn vẫn đang do dự, một quan quân nhất thời lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Trong lòng Lăng Hàn lại không vui, nói: "Ta là phạm nhân sao?" Một gã quan quân khác lại ngạo nghễ nói: "Hồng thái sư Triệu Kiến, ngươi dám để cho đại nhân đợi lâu?" "Ha ha, Hồng thái sư Triệu Kiến, ta tất nhiên sẽ đi bái kiến." lăng hàn thản nhiên nói nhưng ta lại không phải là phạm nhân chẳng lẽ còn không thể chuẩn bị bớt nói nhảm đi mau một quan quân đưa tay chộp về phía lăng hàn lăng hàn lắc đầu người này khẳng định không biết thân phận cụ thể của mình bằng không dứt khoát sẽ không làm như vậy hắn chỉ là nhẹ nhàng phất một cái tên quan quân kia liền bị đẩy lui ngươi lại dám tập kích người của thánh đế tên quan quân kia vừa giận vừa thẹn lăng hàn lại dám ra tay về phía hắn hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ động tay động chân, không đánh ngươi đã xem như tốt tính. Lang Hàn thản nhiên nói, sau đó hắn gọi tiểu thị nữ qua, sau khi dặn dò xong, hắn mới nhìn về phía hai quan quân này nói. Đi thôi, hai quan quân này đều bất mãn nhìn hắn, người này cũng quá cao giá đi, dám để cho bọn họ, dám để cho Hồng Thái Sư chờ lâu như vậy. chương 3801, đối thoại, chờ xem, bọn họ không có cách nào, nhưng sau khi gặp được Hồng Thái Sư, xem người còn có thể kiêu ngạo thế nào. Ở dưới sự hướng dẫn của hai quan quân này, Lăng Hàn đi tới Hồng Phủ. Hồng Thiên Bộ chính là từ nơi này đi ra, trở thành yêu nghiệt ép trời uy danh hiển hách. Lăng Hàn hơi dừng một chút, sau đó mới một lần nữa khởi bước. Hai quan quân nhìn nhau cười, bọn họ cho rằng Lăng Hàn cuối cùng đã sợ. Đây là tất nhiên, Hồng Phủ, nơi trang nghiêm gần với Hoàng Cung, có Thái Sư Đương Triều chấn Thủ, Cường Giả Minh Văn Cảnh. Lăng Hàn theo hai người này tiến vào Hồng Phủ, một đường rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng mới đến bên ngoài một gian thư phòng đại nhân lăng hàn đã tới một quan quân gõ cửa một cái cung kính nói vào đi bên trong truyền đến âm thanh tên quan quân kia đẩy cửa ra sau đó nhìn về phía lăng hàn hất cầm ra hiệu hắn đi vào lăng hàn cười đi vào phía sau hai quan quân một lần nữa đóng cánh cửa phòng lại đứng trang nghiêm ở hai bên làm môn thần đây là một gian thư phòng bên trong ngoại trừ từng hàng giá sách ra còn có một cái tủ sách Hồng Thái Sư an vị ở phía sau chiếc bàn. Hồng Thái Sư, Lăng Hàn ôm quyền, Hồng Thái Sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Hàn, nói. Mấy ngày trước đó, người đã đi di tích cổ Hằng Nguyệt. Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, tới rồi. Hắn gật đầu, nói, có đi, Hồng Thái Sư nhìn chầm chầm vào hắn, nói. Bản tọa vừa vừa nhận được tin tức, nói người giết vô ích thành chủ của Cát Ninh Thành. Đây có phải là sự thật? Không sai, là sự thật. Lăng Hàn lại gật đầu. Được, nếu ngươi đã thừa nhận, vậy không có gì đáng nói nữa. Theo luật pháp của đế quốc, sát hại quan viên của đế quốc đều là xử tử. Hồng Thái Sư lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ nói, cái gì gọi là không có gì đáng nói. Lăng Hàn bật cười, nói, đại nhân, tại hạ có lời, nói cái gì, muốn đổi ý sao, Hồng Thái Sư thản nhiên nói, luật pháp của đế quốc còn nói, thám hiểm ở trong di tích cổ mạo, mọi người đều là người tìm bảo bình thường. Cho dù chính là hoàng tử cũng giống như thứ dân, Lăng Hàn thản nhiên nói. Ta quả thực giết chết vô ích, nhưng lúc đó hắn không có khả năng thành chủ của Cát Ninh Thành, chỉ là một người thám hiểm bình thường. Hơn nữa, nếu thật sự lấy ta ra hỏi tội, hình như cũng có thể là do nghị sự trưởng đại nhân tới chủ trì. Tay của đại nhân khó tránh khỏi duỗi quá dài đi. Hồng Thái sư thiếu chút nữa hất bàn. Hắn là ai? Trước đó yêu tộc còn chưa có xuất hiện, hắn chính là tồn tại cường đại nhất dưới Thánh Hoàng. Người có thể cùng hắn sánh vai cũng chính là số ít mấy người bốn đại soái, nghị sự trưởng Dương Bách hiện tại đám người bốn đại soái cũng chỉ có thể có địa vị ngang hàng cùng hắn chính là mấy hoàng tử thứ hạng sát đầu hình như thoáng cái lại ngất trời chiến lược đạt tới khai khiếu cảnh cho dù như vậy một hoán huyết cảnh nho nhỏ làm sao có tư cách ở trước mặt hắn làm càn lớn mật hắn lớn tiếng quát ầm cửa phòng cũng bất chợt được đẩy mạnh ra hai quan quân đều cầm binh khí chỉ về phía lăng hàn lăng hàn cười nhạt nói đại nhân ta nói sai chỗ nào vậy bản tòa quả thực không có quyền chấp pháp hồng thái sư nhìn về phía hai quan quân phất phất tay ra hiệu bọn họ ra ngoài khi cánh cửa một lần nữa đóng cửa hắn lại nói chỉ có điều bản tọa thân là thái sư của đế quốc lẽ nào ngay cả hỏi cũng hỏi không được sao thái sư đương nhiên hỏi được nhưng cũng phải tìm hiểu nghe câu trả lời rõ ràng lăng hàn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh còn nữa hồng thái sâm là do ngươi giết gương mặt hồng thái sư lộ vẻ nghiêm túc lăng hàn vuốt tay hồng thái sâm nào hồng thái sư nhìn chằm chằm vào Giống như là muốn xuyên qua thân thể hắn, nhìn thẳng nội tâm của hắn. Không sao, cho người tiến vào thiên lao, dưới nghiêm hình tra tấn, tin tưởng ngươi sẽ nói ra được. Trong lòng lang hàn nhất thời dâng lên một ngọn lửa giận. Ngươi nói nghiêm hình tra tấn là nghiêm hình tra tấn sao? Hắn mở ra quang não, để lộ ra sắc mặt đang ghê tởm của cả nhà vô ích, sau đó nói. Ta vừa truyền đoạn hình ảnh này ra ngoài. Ngươi, không thái sư giận dữ, tiểu tử này lại dám động chân động tay ở ngay trước mặt hắn hắn thấy rõ người một nhà của vô ích quả thực quá mức gần như là đang ép lăng hàn đại khai sát giới trách được ai ở trong di tích cổ không có hoàng tử đại soái tất cả đều là người thám hiểm bình thường đây là do thánh hoàng chính miệng nói ra viết ở trong luật pháp hắn hừ một tiếng nói giết chết thành chủ của đế quốc làm sao có thể dễ dàng tin lời một phía từ ngươi được người đâu cửa phòng lại đẩy ra hai quan quân này lại đi đến áp giải người này đi thiên lao Hồng Thái Sư nói, hắn biết thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, hai quan quân căn bản không thể chống lại. Nhưng hắn cũng không lo lắng, tốt nhất là Lăng Hàn thật sự đả thương người, chạy trốn. Như vậy tội danh của Lăng Hàn lại lớn hơn. Lăng Hàn cười, đừng tưởng rằng hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, nhưng hắn lại là lão quái đã sống vô số năm, làm sao có thể không nhìn thấu được dụng ý của Hồng Thái Sư. Hắn hoàn toàn không chút phản kháng, theo hai quan quân rời đi. Lúc này không cần tranh khí phách, Kết, cửa phòng một lần nữa đóng lại, Hồng Thái Sư thoáng lộ ra một sát ý, người trẻ tuổi này quá yêu nghiệt, đã tới mức độ uy hiếp Hồng Thiên Bộ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhân cơ hội này, diệt trừ người trẻ tuổi này, lang hàn thành thật, ở dưới sự áp giải của hai quan quân đi tới Thiên Lao. Hừ, ai bảo ngươi trước đó kiêu ngạo, dám đối phó với Hồng Thái Sư, thực sự não tàn. Hai quan quân đều cười lạnh nói, lang hàn tâm niệm thoáng động, Bốp, một tảng đá liền từ phía sau bay lên, đập về phía hai quan quân. Ôi, hai quan quân đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ chỉ là hoán huyết cảnh, làm thế nào phòng bị được công kích do Lăng Hàn lấy niệm lực phát động? Bốp, hai người bị đánh thoáng lảo đảo, thật may, Lăng Hàn khống chế lực lượng, bằng không cho dù là đá cùn, nhưng lấy tốc độ nhanh chóng đập tới cũng thành chín mạng. Ai lén tập kích bọn họ? Hai người đều dừng lại, nhìn về phía sau, chỉ là cả con đường vắng ngắt, làm gì có người nào? Cổ quái, Lăng Hàn không khỏi mỉm cười. Hai người này cáo mượn oai hùng, không giáo huấn một chút cũng không được. Người cười cái gì, hai người kia tìm không ra người đánh lén, dưới tâm trạng buồn bực xấu hổ lại nhìn về phía Lăng Hàn quát lớn. Bọn họ lại không biết người trước mặt này chính là kẻ gây họa. Trường 3802, đánh vào thiên lao một Lăng Hàn thản nhiên nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, bất kính đối với ta, cẩn thận bị lão thiên gia khiển trách. Hắc hắc, ngươi cho rằng mình là ai một quan quân cười lạnh nói tưởng mình là học sinh học viện đế đô thì giỏi lắm sao ngươi chẳng qua là gặp may mắn đổi lại là trước đây loại bình dân giống như ngươi căn bản không có tư cách tiến vào học viện một gã quan quân khác cũng mở ra hình thức xem thường lang hàn lắc đầu veo veo lại là hai hòn đá nhỏ từ trong không trung bay về phía sau lưng hai quan quân bịch bịch ở dưới tốc độ nhanh chóng đẩy mạnh lực trùng kích của hai hòn đá cường đại tới mức nào nhất thời sinh đập cho hai quan quân này ngã nằm xuống hai người kia không khỏi hoảng sợ rốt cuộc là ai đang ra tay với bọn họ lăng hàn tuyệt đối không có khả năng thứ nhất bọn họ là mặt đối mặt làm sao có thể phát động công kích từ phía sau lưng thứ hai cũng không có thấy lăng hàn động thủ lẽ nào thật sự có quỷ nếu không phải như vậy làm thế nào giải thích được chuyện quỷ dị như vậy a à, bọn họ hoảng sợ phát hiện hai hòn đá trên mặt đất lại bay lên trong không trung sau đó bắn về phía bọn họ bịch bịch, hai người lại bị đập ngã, hàm răng của ai đều rơi ra vài chiếc, nếu như là đám người hiên viên định quốc, vậy bọn họ nhất định sẽ đoán được, có đại sư lực tinh thần ở gần đấy, hơn nữa còn có thể lấy niệm lực dịch chuyển đồ vật. Nhưng theo hai quan quân này, những gì bọn họ biết được lại giới hạn, lại làm sao có thể hiểu nhiều như vậy. Bọn họ khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy thứ vượt qua lẽ thường, theo bọn họ dĩ nhiên có liên quan tới thần quỷ. Ngươi, ngươi thấy được không? Hai người nhìn về phía lăng hàn hỏi thấy cái gì, Lang Hàn giả vờ kinh ngạc, hòn đá lớn như vậy bay lên, người không thấy được sao? Hai người kia sắp phát điên rồi, hòn đá nào, Lang Hàn cảm thấy mình hành động vẫn tương đối đang ca tụng, thật có quỷ, tuyệt đối là có quỷ, nếu không, Lang Hàn làm sao có thể không nhìn thấy được? Hai người ngẩng đầu nhìn trời, trên cao ba thước thật sự có thần linh sao? Đi thôi, còn ngây ra đấy làm cái gì? Lăng Hàn nói, cất bước đi về phía trước, hai quan quân này đều nhe răng rốt cuộc là bọn họ đang áp giải Lăng Hàn, hay là Lăng Hàn đang áp giải bọn họ vậy? Hai người thoáng sửng sốt một chút, mới đuổi theo Lăng Hàn đi. Lại đi gần 20 phút, bọn họ đi tới Thiên Lao. Đứng lại, Thiên Lao đương nhiên có thủ vệ nghiêm ngặt, có thể bị nhốt ở chỗ này đều không phải là hạng người vô danh. Không có chút thân phận địa vị muốn bị giam cũng không giam vào đến đây. Người tới người phương nào? Một thủ vệ đi ra, Lăng Hàn mỉm cười, nói, a à, nhận lệnh của Hồng Đại Nhân, đưa người tới thiên lao. hồng thái sư tên thủ vệ kia a à một cái nói người đâu chính là ta lăng hàn chỉ vào mình thủ vệ kia thiếu chút nữa phun ra. ngươi nhìn bộ dáng này của ngươi dù thế nào cũng không giống như vào thiên lao. làm gì có người nào chấn định như thế. nhìn đi hai quân sĩ phía sau sợ hãi rụt rè hoàn toàn chính là dáng vẻ thủ hạ của ngươi. khả năng này là áp giải người của ngươi sao? đừng có nói đùa hắn nói lăng hàn cũng nghiêm mặt nói ta không nói đùa sự thật đúng là như thế sao thủ vệ kia nhìn về phía hai quan quân quả thực đúng là như vậy hai quan quân này gật đầu nhưng bọn họ còn đang lo lắng về quỷ thần rụt đầu rụt cổ lo lắng hãi hùng thủ dụ đâu thủ vệ kia nói một quan quân lấy ra lệnh dụ đưa về phía thủ vệ thủ vệ cẩn thận nhìn một lần biểu tình trên mặt càng cổ quái thật sự đúng là lăng hàn chính là người bị áp giải vào thiên lao nhưng vấn đề là Người nào gặp phải chuyện như vậy còn thoải mái, giống như đi nghỉ phép. Vậy làm một chút thủ tục trước đó, thủ vệ gật đầu, sau một hồi thủ tục, Lăng Hàn cũng bị chính thức được nhận vào trong Thiên Lao. Chỉ có điều, Thiên Lao không giống với nhà giam bình thường. Người nơi này có khả năng ngày mai sẽ bị xử tử. Toàn tộc già trẻ cùng nhau chôn cùng, nhưng cũng có khả năng được thả ra ngay lập tức, thăng quan tiến tước. Cho nên, đồ trên người Lăng Hàn cũng không bị mất. Nếu quả thật muốn tịch thu vậy Lăng Hàn tuyệt đối sẽ phản kháng. Bởi vì đến lúc đó người ta đổi một hồ lô khác cho hắn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ. Nhưng quang não của hắn lại bị lấy xuống, cấm hắn liên lạc cùng với bên ngoài. Lăng Hàn không có vấn đề gì, bởi vì Lục Hoa vẫn đi theo hắn. Phụ thân, ta đi gọi đám người đại hoa tới, chúng ta cùng nhau hủy đi cái tiên lao này, đập nát cái đế đô này. Lục Hoa hưng phấn nói, đối với chuyện Lăng Hàn bị bắt giam, nàng không phẫn nộ, chỉ có hưng phấn run rẩy. Dựa vào, những nữ hài tử này ở bên trong hồ lô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, lại có thể bạo lực như vậy. Lăng Hàn tuy rằng không nhìn thấy được biểu tình của lục hoa lúc này, nhưng nhất định là hưng phấn tới mức mặt đỏ dần. Ai, nuôi mấy hài tử như thế, áp lực cực lớn. Hắn vội vàng nói, không cần không cần, ngươi bây giờ, không, ngươi ngày mai lần lượt đi tới tổng hội trận đạo và đan đạo, tìm hội trưởng, nhắn lại cho bọn họ. Không đánh nhau sao, lục hoa nhất thời thất vọng, sau này có lúc sẽ để ngươi đánh, Lam Hàn chỉ có thể bảo đảm như thế. Lúc này tinh thần lục hoa mới nâng cao lên một lần nữa, bịch 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 chạy đi. Lam Hàn bình tâm tĩnh khí, hắn tin tưởng Hồng Thái sư nhầm vào hắn, nhưng không đơn thuần là vì vô ích hay là Hồng Thái xâm, mà là muốn dẫm hắn đến vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, tất nhiên không có khả năng lại uy hiếp được Hồng Thiên Bộ. Hồng gia a à, Hồng gia vẫn không tránh được một hồi đấu tranh sao. Lam Hàn cười nhạt, một đường đi tới, hắn từng sợ ai sao. Ban đầu, hắn thật ra muốn cùng hồng thiên bộ cạnh tranh công bằng một chút thiên tài như bọn họ có đối thủ cường đại cạnh tranh mới có thể kích thích ý chí chiến đấu cường đại hơn bằng không những kẻ tầm thường làm sao có thể thiêu đốt ý chí chiến đấu lên được chỉ có điều nếu như hồng thái sư phá hỏng quy củ trước vậy hắn lại cùng hồng ra đấu một trận chuyện lang hàn bị đánh vào thiên lao rất nhanh lại được truyền bá ở trong phạm vi tương ứng giết chết thành chủ của đế quốc lại là tội danh cực lớn Trước tiên phải trình lên chỗ của nghị sự trưởng Dương Bách. Sau đó tin đồn vừa khuếch tán, ở trong phạm vi nhị thế tổ của đế đô lại điên cuồng truyền bá. Chương 3803, đánh vào thiên lao 2. Chỉ là chuyện này quá mức mẫn cảm, Dương Bách lúc này hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được thăm tù. Hắn sẽ tùy ý tự mình tiến hành thẩm tra xử lý. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Hàn theo thường lệ tu luyện. Hắn cũng sẽ không bởi vì bị nhốt mà bỏ qua tu luyện. Sau nửa giờ, hắn chậm rãi kết thúc công việc, lại qua một hồi, hắn nghe được tiếng bước chân, hắn vốn tưởng rằng là lao dịch trong tù đưa đồ ăn tới. Nhưng đôi chân kia chạy đến gian phòng giam của hắn, lại ngừng lại, không có động tính. Lăng Hàn mở mắt ra, nhìn về phía người kia, đây là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo vẫn rất anh tuấn, dáng người cao giáo, tản ra sự tự tin và ngạo khí. Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn, lại nhắm mắt lại, ở trước mặt hắn thích thể hiện sao, ha ha. Nam tử trẻ tuổi kia không khỏi sửng sốt, "Ngươi làm sao như vậy? Ngươi biết hiện tại có mấy người có thể tiến vào Thiên Lao không? Điều này cần bao nhiêu năng lực hay không? Ngươi thấy ta, không phải nên kích động hỏi thân phận của ta, để cho ta ung dung ép buộc một hồi sao?" Nhưng phản ứng này của Lăng Hàn trực tiếp đánh cho khí thế của hắn giảm xuống không thừa một điểm. "Khụ," hắn hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của Lăng Hàn, nói, "Bản thiếu là Kim thiếu kiếm." "A," à, Lăng Hàn gật đầu, "Ngươi lại như vậy?" ngươi làm sao có thể chỉ a à một cái rồi không có phản ứng gì nữa kim thiếu kiếm nhất thời có một kích động muốn phát điên rõ ràng lăng hàn không có đánh hắn mắng hắn khinh bỉ hắn nhưng hắn lại cảm giác bị tổn thương gấp một vạn lần hắn thấy lăng hàn có thiên tài mấy đi nữa cũng chỉ là một tục tử trong giới phàm phu ở trước mặt nội tình như kim gia căn bản bé nhỏ không đáng kể tới cho nên hắn mang theo cảm giác về sự ưu việt mãnh liệt nhưng còn bây giờ thì sao cảm giác về sự yêu Việt hoàn toàn không dễ sử dụng. Lăng Hàn, người biết mình đang ở trong tình cảnh gì không? Kim Thiếu kiếm ép xuống cơn tức, trầm giọng hỏi. Điều này không phải là rất rõ ràng. Lăng Hàn mỉm cười, ngồi ở trong thiên lao. Người cũng biết sao, Kim Thiếu kiếm hừ một tiếng, nói. Người thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả thành chủ của đế quốc cũng dám giết. Người phải biết, người đã là một cổ thi thể, chỉ chờ tuyên án. Lăng Hàn nhìn về phía hắn, lại nói. Người có thể cứu ta, Đương nhiên, Kim Thiếu Kiếm ngạo nghễ nói, cuối cùng đã nói đến trọng điểm, tới, mau tới cầu xin ta đi. Lăng Hàn nhìn Kim Thiếu Kiếm, đế đô có thế lực lớn kim gia này sao? Bốn đại soái cũng không có ai họ Kim, nghị sự trưởng cũng không phải, không gia càng không thể nào, vậy còn có người nào có thể đối kháng với Hồng Thái sư, dẫn hắn từ trong thiên lao đi ra? Chờ một chút, trước đó thời điểm hắn mua nguyên liệu trận cơ, đã từng có quen biết một người tên là Kim Tam Ngân. A à, Kim thiếu kiếm này chẳng lẽ có quan hệ gì cùng Kim Tam Ngân? Lăng Hàn nổi lòng hiếu kỳ, nói, ngươi dựa vào cái gì đưa ta ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì cùng Hồng Thái Sư đối kháng, ngươi căn bản không biết được sự cường đại của Kim gia chúng ta. Kim thiếu kiếm hừ một tiếng, mười Hồng Thái Sư cùng đến, cũng không xứng theo sách dày cho Kim gia ta. Lợi hại như vậy sao? Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, đây là gia tộc ẩn thế sao, rõ ràng thanh danh không hiển hách, nhưng ngay cả cường giả minh văn cảnh cũng không để vào mắt. Ừ, dẫn dắt hắn trả lời. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, ta cũng không tin, nếu thực lực mạnh như vậy, vì sao từ trước đến nay đều không có nghe nói qua. Ngươi là loại người kiến thức nông cạn, làm sao có thể nghe nói qua về sự tích của Kim gia ta. Kim thiếu kiếm lộ ra vẻ ngạo nghễ, chúng ta lại là tồn tại bắt đầu từ văn minh đời trước. Ừ, ánh mắt Lăng Hàn giật một cái, di dân từ văn minh đời trước, đây thật sự là một tin tức lớn. Ăn nói lung tung, hắn cười nói, muốn lừa gạt cho Kim Thiếu Kiếm càng nói nhiều hơn. Kim Thiếu Kiếm muốn nói cái gì nữa, nhưng lại lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi muốn lừa ta nói ra, không phải muốn lừa ngươi nói ra, mà là đã lừa được. Ngươi ngu xuẩn sao, Lăng Hàn cười ha hả chuyện không thể nói với người, cho nên ngươi trột dạ. Quả nhiên là đang khoác lác, Kim Thiếu Kiếm lần này lại không rút lui, nói, Lăng Hàn, bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người nguyện ý cứu ngươi, cũng chỉ có kim gia chúng ta. Cho nên, nếu không muốn chết, lập tức quy thuận ở dưới quyền của bản thiếu, bản thiếu có thể cứu ngươi ra ngoài. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung, cười nói, ngươi nghĩ cứu ta ra ngoài thế nào? Giải quyết hồng thái sư, hay cướp ngục, ta sẽ dùng một người khác để thay thế ngươi, sau đó ngươi liền không phải là Lăng Hàn, mà là một con chó của Kim gia ta. Kim thiếu kiếm ngạo nghễ nói, thật ra Kim Tam Ngân không phải phân phó hắn như thế, muốn hắn lấy lễ đối đãi đối Lăng Hàn, nhưng trong lòng hắn không phục, khó chịu. Dựa vào cái gì thiếu gia kim ra hắn phải đối xử khách khí với một tiểu tốt vô danh. Cho nên, hắn bày ra phong thái cao cao tại thượng chính là muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của Lăng Hàn. Có gì phải sợ, hiện tại Lăng Hàn muốn cầu cạnh hắn, lẽ nào ngược lại muốn hắn thể hiện phong thái khiêm tốn sao? Nực cười, Lăng Hàn a à một chút, đánh giá của hắn đối với kim gia nhất thời rơi thẳng tắp xuống. Nếu như bản thân kim gia có thể dễ dàng giải quyết hồng thái sư, vậy thực lực lại thực sự cường hãn nhưng bây giờ lại phải lấy thế thân lừa dối vậy nói rõ kim ra còn đang kiêng kỵ hoàng thất không dám làm quá mức sau khi hiểu rõ điểm ấy lăng hàn lại không có hứng thú đối với kim thiếu kiếm này nữa này này kim thiếu kiếm kêu lên tại sao lăng hàn nói xong liền nhắm hai mắt lại không thấy được hắn còn đang đứng đây sao đi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi lăng hàn phất tay một cái ngươi nghĩ rằng ta là người hầu của ngươi muốn gọi liền tới muốn đuổi liền đi sao Kim thiếu kiếm lộ ra vẻ giận dữ, hắn hừ một tiếng, nói, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, không có ta ra tay, lấy hận ý của Hồng Thái sư đối với ngươi, sợ rằng không cần tới ba ngày sẽ định tội ngươi, trực tiếp chém đầu. Thực sự một con quả đen đáng ghét, rõ ràng không được người ta yêu thích, vẫn còn đứng ở đó díu ra díu rít kêu gào, nói ra đều là những lời khiến cho người ta không vui. Thật không biết tự hiểu lấy mình, chương 3804, hai vị đại sư xuất động. Lang Hàn mỉm cười, nói vậy ta với người đánh cược hôm nay ta nhất định có thể rời khỏi nơi này ha 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 kim thiếu kiếm sửng sốt sau đó cất tiếng cười to người này điên rồi đúng mới bị nhốt một ngày lại phát điên rồi hắn lắc đầu loại cặn bã như vậy cũng xứng để cho kim ra coi trọng sao được ta lại ở chỗ này chờ xem ngươi rời đi như thế nào dù sao cũng chỉ là một ngày hắn coi như là xem trò vui lang hàn không tiếp tục để ý tới hắn nữa hắn nhắm mắt dưỡng thần hắn đang suy nghĩ phương pháp luyện đan và trận pháp cấp tông sư tuy rằng số lượng có hạn nhưng bao giờ cũng đáng để nghiên cứu một chút kim thiếu kiếm nhìn trong lòng không khỏi lại dâng lên lửa giận chuyện gì thế này rõ ràng lang hàn mới là người bị bắt giam vì cái gì hắn lại cảm giác mình mới là con thú bị nhốt được ta nhịn chờ xem trò hay của ngươi thế nào bên ngoài tổng hội đan đạo kỳ liên đông đang nghiên cứu một cổ phương luyện đan không trọn vẹn hắn vẫn muốn sửa lại. Dưới hạn chế của hoàn cảnh thiên địa, đan sư đến cấp tông sư cũng chính là cấp tứ tinh liền chấm dứt. Bởi vì căn bản không có dược liệu cấp ngũ tinh cho người đi chế luyện, làm sao có thể trở thành đan sư cấp ngũ tinh. Hơn nữa, phương pháp luyện đan hiện tại phát hiện ra cũng có hạn, cũng không có cấp ngũ tinh khác. Muốn dựa vào chính mình từ trong không trung lục lõi đi ra, như vậy trăm năm sau có thể đủ được. Cốc cốc cốc, trong lúc hắn tập trung tinh thần, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Hơn nữa âm thanh lớn đến kinh người, tình huống gì vậy? Kỳ Liên Đông sừng sốt, hắn không phải đã từng phân phó qua, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền mình rồi sao? Trời sắp sập xuống hay sao phải dùng sức lớn như vậy? Hắn đi tới mở cửa, nhưng sau khi mở cửa, hắn lại không có nhìn thấy ai cả. Kỳ Liên Đông không khỏi tức giận, ở trên địa bàn của mình lại còn có người dám đùa với mình sao? A, à, hắn cúi đầu, nhìn thấy được trên mặt đất có một tờ giấy. Hắn cầm lên xem hắn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ trên đó viết lăng hàn bị hồng thái sư đưa vào thiên lao tùy ý xét xử dựa vào dám động tới thiên tài giới đan đạo của hắn sao lão đầu lập tức nổi giận còn nghiên cứu phương pháp luyện đan cái rắm hắn chạy thật nhanh ra ngoài đầu tiên gọi tới mấy đan sư cao cấp đổ ập xuống những lời mắng chửi xảy ra chuyện lớn như vậy lại dám không thông báo với hắn những đan sư cao cấp này cũng rất oan người như bọn họ không phải đều đặt hết tinh lực thời gian ở trên đan đạo sao làm sao quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài cũng do kỳ liên đông nói bọn họ mới biết được lăng hàn đã xảy ra chuyện mọi người mở ra quang não ra nhìn đại khái hiểu được tình hình rất đơn giản lăng hàn giết chết thành chủ của cát ninh thành mới có thể bị hồng thái sư đưa vào thiên lao kỳ liên đông cũng thấy được hình ảnh lăng hàn truyền ra hắn không khỏi càng thêm phẫn nộ đây rõ ràng là cả nhà vô ích hai lần ba lượt khiêu khích lăng hàn đã đủ khắc chế hắn thấy lăng hàn ra tay là chuyện đương nhiên không thái sư không biết xấu hổ người muốn làm gì nhảy lên kỳ liên đông liền đứng lên lớn tiếng nói đi cùng lão phu đi đòi người a à, các đan sư đều kinh ngạc đòi người đi đâu đòi người đây vậy hội trưởng đại nhân chúng ta đi tới nơi nào có người đánh bạo hỏi đương nhiên là thiên lao kỳ liên đông nói còn chừng mắt với người kia dựa vào người cũng quá ngu xuẩn mọi người đều vô cùng kinh ngạc bọn họ muốn đi cướp thiên lao sau đó bọn họ không khỏi cảm thấy hưng phấn cướp thiên lao ai dám bọn họ có thể có kỳ liên đông đi đầu chuyện này nhất định là hữu kinh vô hiểm đan sư có địa vị cao cả lần này lại chỉ cần chống lại hồng thái sư cũng không phải là đối kháng với hoàng thất cho nên không có gì phải sợ đi thôi cướp thiên lao đi những đan sư vẫn luôn nghiên cứu đan đạo sinh hoạt có thể nói là chỉ có một điểm Hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện kích thích, như thế khiến cho mỗi người đều hưng phấn. Kỳ Liên đông nhe răng, hắn thấy, đây cũng là một chuyện khiến người ta phẫn nộ. Thế nào đến trên người những người này lại thay đổi, các ngươi hưng phấn cái gì chứ? Thôi đi, việc cấp bách là cứu được Lăng Hàn ra. Những chuyện khác sau này hãy nói. Vị hội trưởng tổng hội Đan Đạo liền dẫn theo hơn 10 đan sư, trùng trùng điệp, điệp điệp đi về phía Thiên Lao. Mà không lâu sau đó, cảnh tượng tương tự đã phát sinh ở tổng hội trận đạo. Trần Hạo cũng giận tím mặt, mang theo tiền số lượng lớn trận sư lao về phía thiên lao. Dựa vào, Hồng Thái sư ngươi cũng thật quá đáng, dám động tới thiên tài trận đạo của bọn họ. Thời điểm lục qua đi truyền tin, vẫn suy nghĩ đến khoảng cách của hai nhà tổng hội. Cho nên mặc dù là tổng hội đan đạo xuất phát trước, nhưng bởi vì khoảng cách xa, thời gian hai nhà đến thiên lao lại sẽ không tranh lệch nhau quá nhiều. Lúc này liền náo nhiệt, vẫn là kỳ liên đông tới trước, nhìn thấy được mười mấy người khí thế hung hăng lao đến, Thủ vệ Thiên Lao hất thời khẩn trương. Dựa vào, lại có thể có người muốn cướp Thiên Lao. Đây là chuyện lạ nhất từ trước tới nay. Đứng lại, một tiểu đội trưởng bị ép xuất hiện, trong tay nắm trường thương, lớn tiếng kêu lên. "Đây là cấm địa Thiên Lao, những người không liên quan đều không được đến gần." Kỳ Liên Đông hừ một tiếng, nói: "Lão Phu là hội trưởng tổng hội Đan Đạo Kỳ Liên Đông, ngươi dám ngăn cản lão phu sao?" Tên tiểu đội trưởng kia bị dọa cho giật mình, hội trưởng tổng hội Đan Đạo cũng đến đây là nhân vật lớn cũng rất lợi hại chỉ có điều thật hay giả vậy hắn lặng lẽ sử dụng quang não lục soát tư liệu của kỳ liên đông trong đó lập tức hiện ra một tấm hình quả nhiên chính là dáng vẻ của lão nhân trước mắt này chỉ có điều đầu năm nay chỉ có vẻ ngoài giống nhưng không nhất định chính là sự thật thuật hóa trang dịch dung hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo tiểu đội trưởng mỉm cười nói xin hỏi đại nhân tới này làm cái gì đây chính là thiên lao căn bản không phải là nơi đan sư xuất hiện. Làm cái gì, kỳ liên đông lạnh lùng cười, đòi người, người tới thiên lao đòi người, dựa vào, muốn cướp mục sao. Đại nhân, ngài không nên nói đùa, tiểu đội trưởng lau mồ hôi lạnh, vội vàng âm thầm liên hệ với cấp trên. Đây chính là hội trưởng tổng hội đan đạo, hắn không có khả năng chọc nổi. Đùa giỡn với ngươi, kỳ liên đông cười lạnh, chương 3805, nổi giận, ngươi xứng sao. Tính cách hắn bình thường không phải là người gây sự như thế, nhưng ai bảo lăng hàn bị nhốt vào nơi đây hắn làm sao có thể còn có tính tình tốt được tiểu đội trưởng chỉ có thể cứng rắn nhận một cái tát này ai bảo hắn ở trước mặt một đan sư cấp tông sư căn bản không đủ nhìn nhưng thủ vệ thiên lao chính là chức trách của hắn hắn cũng không có mặc cho kỳ liên đông xông vào kéo người đi được hắn vội vàng nói không biết đại nhân đòi người phương nào cố gắng hết mức kéo dài thời gian chỉ cần kéo dài tới khi người phía trên qua sẽ không còn chuyện gì liên quan tới hắn nữa Lăng Hàn, kỳ liên đông trầm giọng nói, cho ngươi 10 phút, lão phu muốn nhìn thấy người, bằng không, lão phu cũng chỉ có thể xông vào. Đại nhân, ngài bất giận, ngài bất giận, tiểu đội trưởng vội vàng cười làm lành nói, trong lòng hắn lại kêu to, thế nào người phía trên còn chưa có tới. Hắn hết lời ngon ngọt, ứng phó với kỳ liên đông, nói đã phái người đi trao đổi, bảo kỳ liên đông đợi một chút. Một lát sau, tổng quản thiên lao cuối cùng đã tới. Tịch bác dịch, cao thủ cực cốt cảnh, chấn thủ thiên lao đã có 7 năm. Kỳ đại nhân, tịch bác dịch vừa xuất hiện, liền chạy vội về phía kỳ liên đông, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nhiệt tình. Kỳ liên đông lộ vẻ xa cách, đừng nói cao thủ cực cốt cảnh, cai tù thiên lao, chính là bốn đại soái hồng thái sư tới, hắn cũng có thể không nể tình. Không chỉ có hắn, đây là điểm khác biệt của đan sư. Kỳ đại nhân, ngài làm sao vậy? Là ai chọc cho ngài không vui? Tịch bác dịch cười hỏi, kỳ liên đông cười lạnh, nói, lão phu đã dùng hết sự kiên trì ngươi lập tức thả lăng hàn ra cho lão phu bằng không lão phu tự mình đi dẫn người ra đại nhân ngài làm vậy không phải làm khó ta sao tịch bác dịch thả lỏng tay lăng hàn chính là trọng phạm do hồng thái sư đưa tới hơn nữa dương đại nhân cũng lên tiếng không có mệnh lệnh của hắn bất kỳ kẻ nào cũng không được tự ý gặp lăng hàn ngài còn muốn ta thả người ta thật sự bất lực vậy ngươi lại cút sang một bên không cần ở đây vướng víu Kỳ liên đông hừ nói, vô cùng không khí phách, trong lòng các đan sư đều thầm cảm thấy sảng khoái. Tuy rằng thời điểm những người khác muốn cầu cạnh bọn họ luyện đan, quả thực thể hiện ra tư thái rất thấp, nhưng tuyệt đối không có phong cách giống như hiện tại. Không hổ danh là hội trưởng đại nhân, rất lợi hại, khí phách. Tịch bác dịch làm sao có thể ngồi nhìn được, hắn lại là tổng quản của thiên lao. Nếu như trơ mắt nhìn người khác cướp ngục, vậy hắn không có khả năng chỉ bị đánh một trận là dừng. Đây là không làm tròn bổn phận, không làm tròn trách nhiệm, cũng sẽ bị chỉ tội. Đại nhân, đại nhân, vẫn xin bất giận, chuyện này, hay là để cho chúng ta đi thông báo với nghị sự trưởng đại nhân trước. Hắn ngăn cản kỳ liên đông, dù thế nào cũng không thể để cho đối phương cướp ngục được. Thật may, kỳ liên đông mặc dù là đan sư cấp tứ tinh, cùng bốn đại soái bọn họ là địa vị ngang hàng, nhưng chiến lực của bản thân lại chỉ có cực cốt cảnh. Lấy chiến lực đan sư, ha ha, hắn ngăn cản được là cái chắc kỳ liên đông tức giận đến mức dâu mép cũng run lên một cai tù nho nhỏ lại dám ngăn cản mình khốn kiếp lão đầu phẫn nộ vô cùng điên tiết hắc hắc kỳ lão đầu ngươi làm sao vậy một giọng nói già dặn truyền tới kỳ liên đông ngẩn ra quay đầu nhìn lại đây không phải là lão đối đầu trần hạo kia sao chỉ có điều lần này kỳ liên đông thật ra không tức giận ngược lại cảm thấy cứu binh tới vội vàng nói trần lão đầu ngươi cũng nhận được tin tức của lăng hàn mới tới sao tất nhiên đây chính là người lão phu coi trọng nhất trần hạo ngạo nghễ nói hắn và kỳ liên đông đấu cả đời cái gì cũng muốn so đấu mà bây giờ nói hắn cuối cùng phải chiếm được thượng phong bởi vì kỳ liên đông hiển nhiên không xông qua được đan sư loại năng lực chiến đấu chỉ là cạn bá vậy ngươi đánh phá nơi đây cho lão phu kỳ liên đông giận dữ gầm thét lên hắn bị tịch bác dịch hai lần ba lượt ngăn cản đã tức giận không nhịn nổi nữa hắc hắc kỳ lão đầu ngươi là đang cầu xin lão phu sao Trần Hạo Dương Dương đắc ý, Lăng Hàn đã bị giam ở bên trong, chính ngươi xem mà làm đi. Kỳ Liên Đông hừ một tiếng, nghĩ đến Lăng Hàn, Trần Hạo nhất thời không chú ý tới chuyện đấu khí cùng Kỳ Liên Đông nữa. Hắn khẽ quát một tiếng, nói, bày trận, những trận sư do hắn dẫn đến lập tức liền bắt đầu cắm trận cơ tới. Tịch bác dịch thấy vậy hãi hùng khiếp phía, đan sư gây sự mấy, lực phá hoại cuối cùng có hạn. Ở dưới cùng dai, đan sư chính là cặn bã chiến đấu bị người ta vượt qua hai ba cảnh giới đánh bại chính là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng trận sư lại khác, trận pháp một khi bày ra, vậy muốn vượt qua hai ba cảnh giới chiến thắng đối thủ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là ở thời điểm chiến đấu, ai sẽ cho trận sư đủ thời gian đi bố trí trận pháp? Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn dám chủ động phát động công kích về phía các trận sư sao? Công kích trận sư, ha ha, cái mũ này chụp xuống đầu hoàn toàn có thể chụp chết hắn. Người muốn nói Trần Hạo bọn họ công kích thiên lao nói đùa người ta còn không có phát động trận pháp không phải thịnh hành đùa dỡn sao tịch bác dịch cắn răng một cái nói hai vị đại nhân bất giận để ta đi thả lăng hàn ra thả một lăng hàn trung quy tốt hơn so với thiên lao cũng bị san bằng đi hơn nữa hai vị hội trưởng liên thủ qua đòi người mặt mũi này không thể nhỏ hơn so hồng thái sư đi thực sự đáng khinh lời hay ý đẹp không nghe kỳ liên đông lạnh lùng nói đó là do mặt mũi ngươi không đủ lớn trần hạo nhân cơ hội công kích Tịch Bác Dịch chỉ có phần bất đắc dĩ, hắn làm một tư thế mời, dẫn theo hai nhân vật lớn hội trưởng tiến vào Thiên Lao. Dĩ nhiên, cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám ở trong Thiên Lao động thủ, bắt hai hội trưởng tới uy hiếp những đan sư và trận sư bên ngoài. Ba người tiến vào Thiên Lao, ở dưới sự hướng dẫn của Tịch Bác Dịch, một đường đi về phía phòng giam của Lăng Hàn. Thiên Lao thật ra cũng không lớn, bởi vì người có tư cách tiến vào Thiên Lao cũng không có nhiều. Hơn nữa hiện nay Thánh thượng Anh Minh thần võ như vậy, cũng không sẽ để xảy ra chuyện bỏ tù oan, cũng không có mấy người dám tạo phản, cho nên hoàn toàn không cần nhiều chỗ làm gì, rất nhanh đã đi đến phòng giam của Lăng Hàn, sao? Kim Thiếu Kiếm quay đầu nhìn lại, tình huống gì vậy? Chương 3806, Lăng Hàn phản kích. Tuy rằng Kim Thiếu Kiếm vô cùng cuồng ngạo, nhưng nhận thức tuyệt đối không tầm thường, làm sao có thể không nhận ra Kỳ Liên Đông và Trần Hạo? Hai vị này tới đây làm cái gì? Kim Thiếu Kiếm thật ra cũng không có để mắt tới hai người Kỳ Liên Đông nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ở trong huyền Bắc Quốc, hai vị này tuyệt đối có thể xưng là nhân vật lớn. Cho nên, hai vị đại nhân vật sắt tay tiến vào thiên lao, điều này vô cùng cổ quái. Nơi đây cũng không phải nơi ăn chơi tụ hội, lẽ nào, trong lòng hắn hiện ra một suy đoán, nhưng lập tức lại lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Hừ, vừa rồi ai nói, không được Dương Bách đồng ý, ai cũng không thể gặp mặt lang hàn. Kỳ Liên Đông cũng thấy được Kim Thiếu Kiếm, hắn lập tức chỉ vào Kim Thiếu Kiếm, đặt câu hỏi với tịch bác dịch. Như vậy đòi người là ai? Tịch bác dịch cũng có chút nằm mộng, hắn cũng không nhận ra người này. Nhưng vấn đề là, không có chút bối cảnh, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, bộ dạng thản nhiên rảnh rỗi, giống như đây là hậu hoa viên của bản thân mình. Hắn thực sự nhức đầu, lang hàn này rốt cuộc là ai? Thế nào lại kinh động nhiều người như vậy? Ngươi là ai? Tịch bác dịch nhìn về phía kim thiếu kiếm quát hỏi. Ngươi không cần phải quan tâm bản thiếu là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Thiếu Kiếm thản nhiên nói, tịch bác dịch nhất thời tức giận, đây chính là địa bàn của hắn, người lại có thể giọng khách hát giọng chủ. Chỉ là không có chờ hắn nổi giận, liền bị kỳ liên đông ấn xuống tới, nói. Bớt nói nhảm, lập tức thả người, tịch bác dịch chỉ cảm thấy mình hoàn toàn chính là một bi kịch. Theo lý mà nói, đây là địa bàn của hắn, chắc hẳn phải do hắn làm đương ra quyết định. Nhưng bây giờ người nào cũng không để hắn vào mắt, như vậy bảo hắn làm sao chịu nổi, không có cách nào, ai bảo hai vị này là nhân vật lớn. Hắn phất phất tay, nhìn về phía thủ vệ nói, mở rộng cửa, thả người, kim thiếu kiếm nhìn, cũng không nói lời nào, chỉ có vẻ rất kinh ngạc. Thảo nào lang hàn chắc chắn như thế, hóa ra là có hai vị hội trưởng làm chỗ dựa ở sau lưng. Hắn cười lạnh, chỉ là đan sư, trận sư cấp tư tinh, đặt ở văn minh đời trước có thể là cộng hành gì. Cũng chỉ là hiện tại, đại đạo vừa khôi phục, tất cả đều bắt đầu từ con số 0, mới có thể khiến cho đan sư và trận sư cấp tứ tinh đều bị thổi phồng cao như vậy. Lần này coi như ngươi gặp may mắn, Kim thiếu kiếm ném về phía Lăng Hàn một câu nói, tiếp theo nghênh ngang rời đi. Nếu như không phải hai người Kỳ Liên Đông ở đây, Tịch Bác Dịch nhất định sẽ xông lên kéo Kim thiếu kiếm lại, hỏi hắn rốt cuộc là có địa vị gì, là ai thả cho hắn tiến vào. Nhưng có hai đại hội trưởng ở đây, hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới chuyện này. Hắn chỉ cầu cho hai vị này nhanh chóng rời khỏi đây. Lăng Hàn cười ha hả, Kim ra sao, hắn nhớ kỹ. Hắn đi ra khỏi phòng giam, nhìn về phía kỳ liên đông hai người gật đầu. Cảm ơn hai vị hội trưởng, không chịu khổ gì chứ. Kỳ liên đông vội vàng hỏi, ai dám bạc đãi ngươi, lão phu xé hắn. Trần Hạo hung tướng mười phần nói, tịch bác dịch nhất thời hãi hùng khiếp vía. Hắn chỉ sợ Lăng Hàn nói bậy một câu. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ăn ngon, ở cũng tốt, ở đây yên tĩnh, coi như là mượn chỗ nghỉ ngơi một chút vậy là tốt rồi hai đại hội trưởng đồng thời cười nói đi thôi ba người rời đi tịch bác dịch lại bắt đầu điều tra rốt cuộc là ai thả cho kim thiếu kiếm tiến vào nơi này đến cùng còn có phải ở dưới sự quản lý của hắn nữa hay không lăng hàn đi tới tổng hội trận đạo trước bởi vì khoảng cách hai bên tương đối gần hắn quyết định đi chứng thực một trận sư cấp tông sư cái gì người đạt tới cấp tông sư trần hạo niềm vui bất ngờ lăng hàn gật đầu nói thử một chút xem sao hắn cũng không nói lời nói quá vẹn toàn, chỉ có điều, ở dưới sự chứng kiến của hơn 10 trận sư, hắn vô cùng thuận lợi nhận được cách chế tạo ra trận cơ cấp tông sư, cũng thành công bày ra, khởi động. Từ lúc hắn chế tạo ra 33 tầng kim cương trận, hắn thật ra đã bước vào cấp bậc tông sư. Kỳ Liên Đông vô cùng không vui, nói, tiểu tử, người ở đây trên trận đạo tốn nhiều thời gian, khiến cho đan đạo cũng bị hoang phế. Lăng Hàn cười, nói, làm sao có thể chứ, đi, đi tổng hội đan đạo ta lại chứng thực đan sư cấp tông sư một chút, cái này cũng được, tất cả mọi người không biết phải nói gì, người cũng quá yêu nghiệt, làm gì có người nào vừa chứng thực trận sư cấp tông sư, lập tức đi chứng thực đan sư cấp tông sư. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, lang hàn đi tổng hội đan đạo, một lò đan dược cấp tứ tinh được luyện chế thành công ra, có nghĩa là hắn ở trên đan đạo cũng đã tới cực hạn hiện nay, có thể sánh vai cùng kỳ liên đông. Có hai thân phận như vậy, trong huyền Bắc Quốc còn có người dám động tới hắn sao? Địa vị của Hồng Thái sư cũng không vượt qua hắn. Không, suy nghĩ đến Lăng Hàn đồng thời kiêm nhiệm hai chức nghiệp trận sư và đan sư, cho dù là Hồng Thái sư ở trước mặt hắn cũng phải thua kém một ít. Lăng Hàn trở lại học viện, thời gian hắn còn có thể ở đây thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay. "Phụ thân, Hồng Thái sư kia thật là đáng ghét." Đại Hoa lập tức kêu lên, "Không thể bỏ qua như vậy được." Nhị Hoa đồng dạng nói, "Đánh ngã hắn." Thất Hoa nói, lại lập tức ngáp một cái, "Để cho ta ngủ trước một hồi." bao giờ đánh nhau lại gọi bịch nàng ngã xuống nói ngủ là ngủ lăng hàn gật đầu nói thua thiệt này cũng không thể nuốt xuống một cách vô nghĩa chỉ có điều cứng rắn với hồng thái sư chuyện này không thích hợp dù sao đây cũng là huyền bắc quốc chúng ta còn phải dừng lại ở chỗ này một thời gian hắn suy nghĩ một chút hồng gia hẳn có không ít kinh doanh tối hôm nay chúng ta đi đập tất cả sản nghiệp của hồng gia tốt tốt một đám nữ hài tử lập tức hưng phấn Đối với phá hủy cái gì đó, các nàng cảm thấy rất kích thích. Lăng Hàn liên hệ cùng Hiên Viên Định Quốc trước, bảo hắn liệt kê ra tất cả sản nghiệp của Hồng gia. Về điểm ấy nhất định là Hiên Viên Định Quốc quen hơn. Mấy thế lực lớn tranh đấu gay gắt, Hiên Viên Định Quốc đối với tư liệu của Vu Hồng gia tuyệt đối động tâm. Quả nhiên, Hiên Viên Định Quốc gần như không do dự chút nào, lập tức liền gửi tư liệu tới. Sau khi nói xong, Hiên Viên Định Quốc mới giật mình. Ngươi không phải là bị nhốt vào thiên lao sao? chương 3807, yêu tộc lại gây phiền phức một. Ừ, vừa đi ra, Lang Hàn cười nói, đi ra thế nào, hiên viên định quốc kinh ngạc, ngươi sẽ không vượt ngục chứ. Vượt cái đầu ngươi, Lang Hàn mắng một câu, sau đó nói, hai ngày nữa tìm ngươi uống rượu, rút lời hắn lại đóng quang não lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía các hài tử, nói. Buổi tối bắt đầu hành động, những người khác tất cả tiến vào hồ lô, để cho lục hoa mang theo. Chúng ta phải cho Hồng gia biết rất rõ ràng chính là chúng ta làm, nhưng chứng cứ gì cũng không lấy được, khiến cho bọn họ phiền muộn đến chết. Các tiểu hài tử đều hưng phấn, làm chuyện phá hủy cái gì đó, các nàng nhất thích. Đập chết bọn họ, thất hoa thì thào, hóa ra là đang nói mớ, ai, nhóm tiểu quỷ này có đúng là bị hắn làm hư hay không? Lăng Hàn không khỏi giật mình một cái, ban đêm, lục hoa nhân lúc đêm tối mang theo dưỡng nguyên hồ lô xuất động, đi tới chỗ sản nghiệp đầu tiên của Hồng gia, tìm một gốc yên tĩnh thả người đi ra. Sau đó mọi người lập tức bắt đầu đại kế phá hủy. Sau khi đối phó xong một nơi, lại đi tới một nơi khác. Chỉ trong thời gian một đêm, bọn họ lại phá hủy 13 chỗ sản nghiệp của Hồng gia. Không có người nào tử vong, tất cả đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không có thấy. Vừa dạng sáng ngày hôm sau, Hồng Thái Sư đã thu được tin tức. ầm, um, hắn đánh ra một trường. Bàn học nhất thời bị chấn động thành mảnh nhỏ. Lang hàn, hắn cắn răng khẽ nguyền rủa Hồng Thái Sư có thể khẳng định, đây đều là do Lăng Hàn làm. Nếu không, làm gì có được chuyện trùng hợp như vậy? a à, lang Lăng Hàn vừa mới từ trong thiên lao đi ra, sản nghiệp Hồng ra vào buổi tối lại đã xảy ra chuyện. Chỉ là, hắn không lấy ra được chứng cứ. Các ngõ ngách đế đồ đều có quản chế, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Lăng Hàn căn bản không có rời khỏi học viện. Nếu không rời khỏi, lại làm sao có thể đi làm chuyện phá hủy này? Nhưng Hồng Thái Sư khẳng định, cho dù Lăng Hàn không tự mình ra tay, cũng là hắn sai khiến người khác làm. Gia hỏa này ở Đế Đô cũng chỉ lại nhận thức mấy người như vậy. Hồng Thái sư lập tức sai người ta đi điều tra, chỉ cần bị hắn bắt được người đêm qua quấy rối, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, cũng bắt được cả Lăng Hàn. Hắn tuyệt đối không tha cho Lăng Hàn, nhưng một ngày hai ngày ba ngày, hắn lại vẫn không có thể tìm ra được người đêm đó quấy rối. Thậm chí một chút manh mối cũng không có. Hình như những người này chính là đột nhiên xuất hiện lại hoặc là có thể ẩn hình. Không có bất kỳ một cái quản chế nào phát hiện ra tình hình khác thường. Hồng Thái Sư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đặt trọng tâm ở trong chuyện Lăng Hàn giết chết thành chủ của đế quốc. Nhưng Dương Bách rất nhanh liền đưa ra ý kiến phúc đáp. Đúng là vô ích gây chuyện trước, dĩ nhiên, Lăng Hàn có thể không hạ sát thủ thì tốt hơn. Bất kể nói thế nào, Lăng Hàn giết chết thành chủ của đế quốc khẳng định là không đúng. Nhưng xét thấy hắn đã là trận sư và đan sư cấp tông sư, dưới hai thân phận gia tăng cho dù là dương bách cũng không dám làm gì lăng hàn cân nhắc hình phạt cho lăng hàn vậy chỉ có thánh thượng hiện nay đích thân mở miệng vàng nếu không cho dù là đại hoàng tử nhị hoàng tử những xếp hạng sát đầu hoàng tử tới đều vô dụng nói cách khác lăng hàn rất nhẹ nhàng vượt qua chuyện này hồng thái sư cũng không nói gì hiện tại lăng hàn có thêm hai lá bùa hộ mệnh trận sư và đan sư cấp tông sư ngay cả hắn cũng không thể tránh được nhân vật như vậy chỉ cần không có tội lớn phản quốc Thánh Hoàng không mở miệng, ai dám bắt hắn làm gì. Phản kích của Lăng Hàn cũng không dừng lại, hắn phá hủy tất cả sản nghiệp Hồng Gia một lần không tính là gì. Chỉ cần Hồng Gia xử một nhà nào, vậy hắn lại đập. Loại chuyện nhỏ này cũng chỉ cần giao cho Lục Hoa đi làm. Cho nên, cũng không cần lo lắng một cái hồ lô di chuyển ở trong không trung sẽ chọc cho người khác nghi ngờ. Tin tức truyền ra, ai cũng biết đây nhất định là Lăng Hàn làm. Nếu không làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy nhưng người nào cũng không có cách nào liên hệ trực tiếp được Lăng Hàn và người quấy rối. Điều này khiến cho quần chúng đế đô đều kinh ngạc, rốt cuộc Lăng Hàn làm sao làm được, nếu nói ngày đầu tiên Hồng Gia không có đề phòng, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi chỗ sản nghiệp của Hồng Gia đều có trọng binh canh gác. Như vậy bị phá hỏng thì cũng thôi, mấu chốt là ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Điều này thật là quỷ dị, Lăng Hàn không để ý tới, dù sao điều này đã thành chuyện hàng ngày của Lục Hoa thời điểm cao hứng đi ẩm ý một chút, thời điểm mất hứng cũng đi ẩm ý một chút, dựa vào trận pháp và đan dược giúp đỡ, Lăng Hàn suy tính một chút. Hắn đại khái cần phải 3 tháng có khả năng tu luyện đến thất biến đỉnh phong. Trước đó xé ra gông cùng xiềng xích quá nhiều, trình độ sinh mệnh của hắn tăng lên vô cùng khủng khiếp, khiến cho không gian tiến bước của hắn cũng cực lớn. Cho nên, không có tiền của phi nghĩa, cần thời gian tròn 3 tháng mới có thể làm cho hắn đạt được đỉnh phong. Nhưng ở thời điểm Lăng Hàn đang tìm tư liệu về di tích cổ mới, lại phát sinh một chuyện lớn. Thật sự là chuyện lớn, hơn nữa có liên quan mật thiết cùng hắn. Yêu tộc lại phái ra sứ giả, nhưng lần này lại không phải là thăm hỏi ngang hàng, mà là hạ tối hậu thư. Giao ra Lăng Hàn, bằng không, gặp trên chiến trường. Rất đơn giản, nhưng đặc biệt khí phách, điều này gây ra sóng to gió lớn ở đế đô. Vì sao yêu tộc coi trọng Lăng Hàn như vậy? Nếu nói tới yêu nghiệt, hồng thiên bộ hoàn toàn không có kém hơn so với lăng hàn một chút nào trước đây vượt qua một cảnh giới lớn đã đánh bại ngũ hoàng tử yêu tộc nhưng yêu tộc không cần hồng thiên bộ lại điểm danh chỉ cần lăng hàn vì sao sau khi lăng hàn biết được tin tức lại lập tức đoán ra được đây là bởi vì yêu hầu quyền yêu tộc là mơ ước yêu hầu quyền cho nên muốn bắt lấy hắn tra hỏi ra bí mật của yêu hầu quyền nhưng không quan tâm yêu tộc rốt cuộc muốn lăng hàn làm gì bọn họ uy hiếp lại là sự thật một là giao người không giao lại đánh, yêu tộc đã cho thấy thực lực cường đại của bọn họ. Đây là uy hiếp thực sự, một khi bạo phát đại chiến, tạm thời không nói Huyền Bắc quốc có thể ngăn cản được hay không, Chỉ ít cũng đúng là một hồi chiến đấu vô cùng chật vật, không biết phải chết bao nhiêu người. Chương 3808, yêu tộc lại gây phiền phức hai. Mà nếu chẳng may đánh thua, Huyền Bắc quốc sẽ trở thành khu vui chơi cho yêu tộc. Tất cả nhân loại đều sẽ trở thành yêu tộc nô bộc thậm chí là khẩu phần lương thực mà nếu quả thật chỉ là hy sinh một mình Lăng Hàn. Không ít người lập tức đưa ra kiến nghị về phía triều đình, hy vọng Lăng Hàn có thể đứng ra, hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể. Những người này còn dùn lời lẽ chính nghĩa, nói bản nguyên của Lăng Hàn đã bị tổn hại, căn bản không có khả năng xông lên cực cốt cảnh. Như vậy, hy sinh một hoán huyết cảnh để có thể đổi lấy hòa bình, vì sao không làm? Tại sao phải khiến cho hàng vạn hàng nghìn quân sĩ đi chảy máu đi hy sinh? Bọn họ đều lấy đại nghĩa tạo áp lực về phía Lăng Hàn, Muốn Lăng Hàn vì mọi người hy sinh chính mình. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đưa ra ý kiến phản đối. Đó chính là Lăng Hàn hiện tại lại là đan sư kiêm trận sư cấp tông sư. Cho dù bản nguyên bị hủy thì đã có sao. Căn bản không ảnh hưởng hắn tiếp tục yêu nghiệt. Nếu như yêu tộc cũng nhìn trúng điểm ấy của Lăng Hàn. Để cho hắn đi Việt Triều truyền thụ trận Pháp và đan đạo thì sao? Cuối cùng lại là phái hiếu chiến. Bọn họ dâng thư lên yêu cầu cùng yêu tộc khai chiến thánh hoàng đang bế quan không người nào có thể đi thông báo chuyện lớn này nên quyết định như thế nào liền rơi vào trên người dương bách nghị sự trưởng giao hay không giao đó là một vấn đề dương bách vô cùng nhức đầu hắn chỉ cảm thấy lăng hàn thật đúng là một người chuyên gây họa chuyện giết chết thành chủ của đế quốc còn chưa hoàn toàn giải quyết xong ra hỏa này lại có thể bị yêu tộc chú ý ngươi không thể an phận một chút sao dương bách cũng không dễ dàng quyết định đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn nếu như giao người, vậy cũng có thể tránh được một cuộc chiến tranh. Nhưng danh vọng của huyền Bắc Quốc tất nhiên sẽ giảm xuống đến đáy cốc. Hơn nữa yêu tộc nếm được ngon ngọt, sau đó tiếp tục uy hiếp thì sao? Nhưng nếu như không giao người, dưới huyết chiến tất nhiên sinh linh sẽ đổ thán. Trăm năm trước, thiên địa vừa thay đổi, xuất hiện rất nhiều yêu thú, đối với nhân loại tạo thành tai họa lớn. Đến lúc đó chỉ ít chế 9 phần 9, hiện tại ngay cả một phần 10 cũng không có khôi phục lại, đã muốn đánh một trận huyết chiến vậy không biết lại phải chết bao nhiêu người quyết định này dương bách cũng không dám dễ dàng đưa ra hắn lập tức liên hệ với bốn đại soái các vị hoàng tử thứ hạng sát đầu thương lượng thảo luận chỉ có điều lăng hàn đã bị cấm rời khỏi học viện ý tứ này rất rõ ràng sợ nếu chẳng may làm ra quyết định giao người lăng hàn chạy mất giao không được lăng hàn cười lạnh nếu hắn thật sự muốn trốn đi chỉ cần đi vào giữ nguyên hồ lô lại để cho lục Hoa mang theo chạy là được ai có thể phát hiện hắn ngược lại muốn xem thử kết quả cuối cùng là cái gì nếu như là giao người vậy hắn liền lập tức rời đi nếu như ngược lại như vậy hắn sẽ lưu lại cùng chống lại yêu tộc bốn đại soái các vị hoàng tử thứ hạng sát đầu đang vội vàng trở về nhưng cần một chút thời gian ít nhất cũng phải 4 năm ngày trong khoảng thời gian này có rất nhiều người nhảy nhót không ngừng hoàn toàn không có một chút an phận nào muốn hình thành áp lực dư luận hình thành ý dân trước khi quyết định còn chưa có được đưa ra ở thời kỳ đặc biệt này những người từng kết oán với Lăng Hàn lại đặc biệt hưng phấn. Ví dụ như đám hoàng tử ở sát sau giống như Trần Kinh Nghiệp, kêu gào rất tích cực, nóng lòng muốn giết chết Lăng Hàn, không ngừng chạy nhanh, thuyết phục, muốn nắm lấy cơ hội này giết chết Lăng Hàn. Nếu không, chỉ sợ hoàng tử như bọn họ, muốn giết chết một người nắm giữ hai danh hiệu cấp tông sư vẫn khó như lên trời. Trên thực tế, ngoại trừ danh vọng cá nhân đạt đến mức tận cùng như thánh hoàng, bị người cho rằng làm cái gì cũng đung ra, hoàng tử kế vị sau này lại dám động tới đám nhân vật lớn giống như bốn đại soái hội trưởng tổng hội đan sư sao không tính là nguyên tắc lệch lạc những người này chính là không ngã cho nên cơ hội này nhất định phải nắm lấy không nên xem thường mấy hoàng tử này tuy rằng bọn họ không có khả năng kế thừa đế vị nhưng dù sao cũng là con ruột của thánh hoàng ai không cho bọn họ chút mặt mũi hơn nữa trừ bọn họ ra còn có hồng thái sư cũng đang hoạt động ngoài ra còn có đám hề nhảy nhót giống như là phong nhược tiên hồ dương cũng có chút năng lượng nhỏ, không ngừng tuyên dương. Dần dần ở đế đô hình thành một loại dư luận, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là Lăng Hàn tự mình hy sinh. Ở dưới tình thế như vậy, những nhân vật quan trọng như bốn đại soái, nhị hoàng tử, tam hoàng tử v.v. V cũng đều trở lại đế đô. Lần này thật đúng là lớn chuyện, yêu tộc rất có khả năng muốn đánh tới, không ai có thể không đếm xỉa đến. Làm nương sự, Lăng Hàn ngược lại rảnh rỗi. Hắn đã đưa ra quyết định, vậy không cần lại đi lo được lo mất. Ban đêm, Lăng Hàn đang luyện tập lực tinh thần, điều này mặc dù không có công pháp gì có thể tu luyện, nhưng thông qua không ngừng tiêu hao, lại có thể chậm rãi lớn mạnh. Hiệu suất rất thấp, nhưng niệm lực quá quan trọng, thấp cũng phải luyện, hắn đột nhiên ngừng lại, mở mắt ra, thần ý của hắn bắt được một vị khách, có kẻ trộm, nhị oa đột nhiên kêu một tiếng, ở đâu, các tiểu hài tử khác đều hỏi, ở đây, nhị oa chỉ, nhất thời, các đứa trẻ hồ lô đồng thời nhào ra ngoài. Binh bốp bịch, một trận loạn đấu diễn ra cẩn thận một chút đây là lão bất tử khai khiếu cảnh đỉnh phong tam hoa ngươi không sợ đánh qua chống đỡ ta phun lửa ta khạc nước một mảnh lộn xộn các hai tử đối mặt với cường giả khai khiếu cảnh không chỉ không kinh sợ trái lại ý chí chiến đấu hiên ngang lăng hàn mỉm cười nói được rồi dừng tay đây không phải là kẻ trộm vừa nghe hắn nói như vậy bảy hai tử cuối cùng mới ngừng tay đều nhảy trở về khốn buồn ngủ thất oa ngáp một cái ngả đầu lại ngủ. Một lão nhân từ trong bóng tối đi ra, nhe răng nhếch miệng, có vẻ khó nén được sự khiếp sợ. Kim Tam Ngân, gia tộc ẩn thế, hắn không phải là chưa từng gặp cường giả cực cốt cảnh. Nhưng mấy cực cốt cảnh hai ba tuổi, điều này quá kinh người. Lăng Hàn mỉm cười, nói, Kim Tiên Sinh, tiểu hữu mỗi lần đều có thể làm cho người ta có chút giật mình. Kim Tam Ngân lắc đầu, đầy xúc động, Lăng Hàn cười ha hả, ai thấy đám đứa trẻ hồ lô đều sẽ giật mình. Kim tiên sinh tới là vì chuyện gì? Hắn hỏi, đối phương hiển nhiên không phải chỉ để đến thăm hắn. Trường 3809, Kim Tam Ngân đến thăm. Kim Tam Ngân nhìn Lăng Hàn một hồi, cười nói. Tiểu hữu hiện tại nên biết, Kim gia ta đến từ văn minh đời trước. Thấy hắn chủ động nhắc tới, Lăng Hàn liền hỏi. Trước có nghe nói qua, ta thật sự là dọa cho giật mình. Không biết Kim Tiên Sinh có thể nói cho ta biết, vì sao văn minh đời trước lại bị diệt sạch hay không? Kim Tam Ngân thoáng lộ vẻ do dự, không nghĩ tới lăng hàn thật sự không khách khí hắn suy nghĩ một chút mới nói những gì lão phu biết cũng có hạn trước đây thiên hải tinh chắc là bị một thế lực cường đại xâm nhập trong thời gian cực ngắn toàn bộ võ đạo văn minh liền bị phá hủy ở trong một trận chiến này thiên hải tinh cũng bị phá hủy nghiêm trọng lại không thích hợp để tu luyện mãi đến khi trăm năm trước thiên địa cuối cùng khôi phục lại con đường võ đạo mới lại khôi phục a à, thì ra là thế lăng hàn gật đầu nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng đối với cách nói này. Ví dụ như di tích cổ Hàng Nguyệt, người ở đó 8 phần 10 là tự mình bỏ chạy, bằng không nếu như gặp phải tàn sát, vậy chắc hẳn khắp nơi đều có thể nhìn thấy được dấu vết tranh đấu. Căn phòng cũng không phải bảo tồn được hoàn chỉnh như vậy. Cho nên, lời Kim Tam Ngân nói chỉ có thể dùng để tham khảo một chút, nhưng không được chuyển xác. Tiểu Hữu, hiện tại tình cảnh của ngươi cũng không tốt lắm." Kim Tam Ngân cảm khái nói, bộ dạng thay Lăng Hàn suốt ruột hiện tại đã hình thành dư luật, muốn người hy sinh bản thân, thành toàn tập thể. Lăng Hàn cười ha hả, nếu như là tại triều đình đứng lên biện luận, hắn tất nhiên sẽ chậm rãi nói. Nhưng đối với lên kim tam ngân, hắn lại lười nói thêm. Không biết kim tiên sinh có đề nghị gì hay sao? Lăng Hàn hỏi, sắc mặt kim tam ngân nghiêm nghị, nói. Lăng Hàn, người ngàn vạn lần không nên xem thường yêu tộc. Yêu tộc ở thời điểm lúc đầu, bởi vì quan hệ tới thể chất, xa so với nhân tộc chúng ta tu luyện phải nhanh hơn. Chính là cảnh giới cao, trong yêu tộc cũng không thiếu thiên tài. Tu luyện chính là quá trình trình độ sinh mạng tiến hóa. Rất nhiều yêu tộc trình độ sinh mạng trời sinh sẽ cao hơn nhân tộc. Chúng ta cần tốn thời gian gấp vài lần, gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần mới có thể đuổi kịp và vượt qua. Cho nên, một khi Huyền Bắc quốc thật sự được cùng yêu tộc khai chiến, tin tưởng nhân tộc chỉ có kết quả thất bại thảm hại. Lăng Hàn cười, vậy ý của Kim Tiên Sinh là tại hạ chắc hẳn hy sinh bản thân. Kim Tam Ngân lắc đầu, Dĩ nhiên không phải, bằng không Lão Phu cũng không cần tới nơi này. Ý tứ của Lão Phu là, cho dù huyền Bắc Quốc muốn bảo vệ ngươi cũng không có khả năng giữ được nữa. Cho nên, con đường sống duy nhất của ngươi chính là rời khỏi đây. Nói nửa ngày, lại không sáng ý như thế. Trước đó biện pháp giải quyết của Kim Thiếu Kiếm cũng vô cùng lòng dạ hẹp hòi, tìm một người tới thay mận đổi đào. Thảo nào Kim ra trở thành gia tộc ẩn thế, chỉ có chút độ lượng ấy đứng ở trước đài, làm sao có thể tạo dựng ra được cục diện gì. Hơn nữa, nếu như Lang Hàn trốn, nhưng Huyền Bắc Quốc lại quyết ý một trận đánh, vậy Lang Hàn làm sao có thể đủ an lòng? Lang Hàn không chất vấn, nếu như Kim Tam Ngân đưa ra ý nghĩ này, hiển nhiên không để ý tới chuyện sinh tử của những người khác. Ta hiện tại đã có trạng thái bị giam lỏng, Kim tiên sinh làm thế nào dẫn ta rời đi? Lang Hàn hỏi lời này thật ra là đang thăm dò nội tình của Kim Tam Ngân. Kim Tam Ngân cười ngạo nghễ, nếu lão phu dám nói như vậy, tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Chỉ có điều Kim gia không chỉ phải gánh chịu nguy hiểm to lớn, cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Hy vọng tiểu hữu sau này liền gia nhập Kim gia, phương diện đãi ngộ người tuyệt đối không cần lo lắng. Ha ha, đừng nói Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng dự định đầu nhập vào người nào, thế lực nào. Cho dù thật sự phải tìm chỗ dựa vững chắc, Kim gia cũng sẽ bị hắn xếp vào sổ đen. Quá hẹp hòi, làm việc hoàn toàn không có một chút khí phái nào. Theo Kim gia lăn lộn, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị hy sinh lăng hàn mỉm cười kim tam ngân không phải kim thiếu kiếm còn muốn cáo giả hơn rất nhiều làm cái gì cũng thăm dò không ra nội tình vậy cũng không cần lãng phí thời gian hắn nói cảm ơn ý tốt của kim tiên sinh chỉ có điều tại hạ vẫn tràn ngập lòng tin đối với bệ hạ chỉ cần bệ hạ xuất quan yêu quái quỷ quái gù đều chỉ có thể tan thành mây khói yêu quái quỷ quái này là chỉ yêu tộc cũng ám chỉ kim tam ngân trước mặt hắn còn có kim da kim tam ngân hơi ngẩn ra yêu quái quỷ quái, là đang nói mình sao. Nhưng Lăng Hàn cũng không chỉ tên điểm họ, hắn tất nhiên cũng không có khả năng dán mặt của mình lên. Trần Phong Viêm tuy rằng không tầm thường, nhưng yêu tộc cũng không thiếu cường giả. Khẳng định có tồn tại có thể đối đầu với Trần Phong Viêm. Hắn nói, rõ ràng hắn cũng không coi trọng Trần Phong Viêm. Lăng Hàn ha hả hà, lão nhân này trước vẫn tuyên dương yêu tộc cường đại, xem ra đã sâu tận xương tủy, không nhịn được mang theo nô tính. Ta đối với bệ hạ vẫn hết sức tin tưởng chỉ là yêu tộc, không thành vấn đề. Kim Tam Ngân nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn, qua một hồi lâu mới nói. Tiểu Hiếu, một khi đưa ra quyết định, vậy sau khi ngươi bị đưa vào yêu tộc, có muốn cứu ngươi cũng không thể làm được. Bản thân ta đưa ra quyết định, tất nhiên sẽ không hối hận. Lăng Hàn nói, được, đã như vậy, lão phu kia cũng không quấy dày nữa. Thân hình Kim Tam Ngân thoáng lao ra, nén giận rời đi. Hắn thấy, Lăng Hàn đã rơi vào tuyệt cảnh, lúc này hắn chỉ cần vươn tay cứu giúp, Lăng Hàn này nhất định sẽ không kịp chờ đợi nắm lấy, điều kiện mặc cho hắn đưa ra. Nhưng Lăng Hàn lại có thể là cây gân cứng rắn như vậy, khiến cho hắn thật sự không ngờ, cũng vô cùng khó chịu. Hắn không giết chết Lăng Hàn, thứ nhất tôn chỉ của gia tộc ẩn thế chính là cố gắng hết sức bảo toàn lực lượng giấu mình. Thứ hai hắn còn đang chờ mong Lăng Hàn cúi đầu, người này ở trên phương diện đan đạo và trận đạo đều có thành tựu xuất sắc. Hắn vô cùng muốn chiêu một tiến kim ra, một trợ giúp siêu cấp, lại thêm thần thể tiên thiên kia, đại thế kim gia có thể quật khởi đến gần. Nhưng bây giờ hình như siêu cấp không thuận, Lăng Hàn không chịu quy thuận, mà thần thể tiên thiên lại mãi không thể tìm ra được. Đây là lão thiên gia đang đưa ra cảnh cáo gì đó đối với kim gia sao? Phụ thân, chúng ta xông ra ngoài đi, đại hoa đằng đằng sát khí, chương 3810, áp giải, đúng, giết tới chó gà cũng không tha, tứ hoa nói, giết tới máu chảy đầy đất, ngũ hoa cũng nói nữ hài tử trong nhà, đừng cả ngày giết giết giết. Phải rụt rè, Lăng Hàn cười nói, các đứa trẻ hồ lô đều cho Lăng Hàn một cái liếc mắt. Rụt rè là cái gì? Các nàng từ trước đến nay cũng không biết có thứ đó tồn tại. Phụ thân, định làm như thế nào?" Nhị oa hỏi, nàng cũng là kẻ lý trí nhất trong bảy hài tử. Tuy rằng ở trên phương diện đếm yếu một cách kinh người. Lăng Hàn mỉm cười, xem hết phải xem đám người dương bách bọn họ quyết định thế nào đã hắn tin tưởng nếu như Trần Phong Viêm xuất quan, vậy hoàn toàn không cần nghi ngờ, vị thánh hoàng này tuyệt đối sẽ không chút do dự khai chiến. Nếu như ngay cả chút khí phách ấy cũng không có, hắn còn làm thánh hoàng cái gì? Nhưng dưới Trần Phong Viêm, những người khác bố cục lại nhỏ. Cho nên, hắn thật sự không có thể xác định cuối cùng sẽ là kết quả gì. Một đêm trôi qua, thời điểm sáng sớm lại có người gõ cửa. Tiểu thị nữ đi qua mở cửa, lập tức liền có ba gã cấm vệ xông vào. Người dẫn đầu thình lình là cổ hạng minh, lang hàn đâu? Cổ hạng minh ngạo nghễ hỏi, hắn chờ ngày này đã rất lâu. Tiểu thị nữ yếu ớt nói, các người tìm thiếu gia làm gì? Làm gì? Cổ hạng minh cười lạnh, bản quan là nhận lệnh tới bắt người. Hoán tuyết nhất thời kinh sợ, vội vàng nói, thiếu gia lại không có phạm tội gì, tại sao muốn bắt thiếu gia? Có phạm tội hay không, còn dựa vào ngươi nói sao? Cổ hạng minh cười lạnh, vung tay lên một cái, nhanh gọi hắn đi ra. Không nên lãng phí thời gian quý giá của chúng ta." Hắn trực tiếp đi về phía trước, Hoán Tuyết ngăn cản, nhưng lại ngăn thế nào được, nàng chỉ là nhất biến, nhưng Cổ Hạng Minh lại là tứ biến. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. "Đứng lại, đứng lại." Nàng vội vàng lại đuổi theo. "Keng, keng." Hai cấm vệ quân khác đồng thời rút ra bên thắt lưng đao, lạnh lùng đe dọa nhìn Hoán Tuyết. "Chỉ cần nàng còn dám tiến lên một bước, bọn họ sẽ vung đao giết người." Nực cười, cấm vệ quân nhận lệnh làm việc ai dám ngăn cản, có thể giết không tha. Hoán tuyết sốt ruột, nàng làm sao để ý được, lập tức liền xông lên phía trước. Hai cấm vệ hừ một tiếng, rút đao chém qua, đinh đinh đang đang, ba người lập tức chiến đấu. Cũng may thực lực của hoán tuyết cũng không yếu, nhất thời trong lúc đó hoàn toàn chịu đựng được. Lại thêm còn có bảy đứa trẻ hồ lô, thế nào cũng sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Cổ hạng minh đi về phía đại đường, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhạt. Sau đó vẻ tươi cười càng lúc càng rạng rỡ lăng hàn thanh thế càng lúc càng lớn không chỉ thu được vị trí đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn hơn nữa liên tiếp đánh bại thiên tài yêu tộc sau nữa lại còn thăng cấp lên danh hiệu đan sư trận sư cấp tông sư có vòng ánh sáng như vậy gia tăng hắn vốn tưởng rằng cả đời này không có khả năng báo được thù thậm chí ngay cả đối địch với lăng hàn cũng không dám sau này gặp phải lăng hàn hắn chỉ có khả năng đi vòng không nghĩ tới yêu tộc lại có thể giúp hắn một đại ân hiện tại vài vị nhân vật lớn đều có dự định Lăng Hàn giao ra ngoài. Lăng Hàn tiến vào yêu tộc còn có thể có ngày lành sao. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi, muốn tự tay áp giải Lăng Hàn trở lại. Hắn tin tưởng như vậy sẽ làm cho hắn hưng phấn chừng mấy ngày. Ha ha ha, Lăng Hàn à Lăng Hàn, người rốt cuộc vẫn rơi vào trong tay của ta. Lăng Hàn, còn không mau mau theo ta. Lan, ầm, cổ hạng minh nhất thời bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo toàn thân hắn cũng khảm vào trong một bức tường, tới lúc này thế lui cuối cùng mới tiêu hao hết. Nhưng xương cốt toàn thân hắn chỉ ít gãy 10 cái, khiến cho hắn căn bản không nhúc nhích được một ngón tay. Cổ hạng minh vừa sợ vừa giận, thực lực của lăng hàn này quả nhiên mạnh đến mức nghịch thiên. Mọi người rõ ràng đều là hoán huyết cảnh, thế nào tranh lệch lại lớn như vậy chứ? Mấu chốt là, lăng hàn lại dám ra tay, hắn lại là đội trưởng cấm vệ quân, thân phận này có ý nghĩa như thế nào? cho dù là dòng của Hồng Thái Sư cũng không dám đối với hắn như thế. Nếu không chính là vô lễ đối với Hoàng Thất, nhưng Lăng Hàn lại không chút lưu tình, không khách khí chút nào ra tay, một chút cũng không do dự. Ai nha, đồ đại ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết thời gian sáng sớm, phụ thân phải tu luyện sao? Đại Hoa xuất hiện, nàng cười hì hì ghé vào bên tường, hoàn toàn không có ý định giúp một tay, lôi đối phương ra. Đáng đời, Tam Hoa cao ngạo, tới đây, chúng ta vẽ một chút, Nhị Hoa vung bàn tay nhỏ lên, ngoại trừ Tam Hoa ra, các hài tử khác đều nhào tới, sử dụng bút lông dính mực, vẽ ở trên mặt của Cổ Hạng Minh. Cổ Hạng Minh nổi giận, mặt mũi này bị người coi như vải vẽ tranh sơn dầu. Hắn làm sao có thể chịu được sỉ nhục như vậy, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có một chút khí lực nào, lại ngăn cản thế nào. Rất nhanh, trên mặt hắn lại bị vẽ đủ các loại. Cổ Hạng Minh muốn phát điên rồi, lần này rõ ràng là tới áp giải Lăng Hàn. Uy Phong thế nào còn không có đạt được một điểm, mình lại rơi đến mức như vậy. Sớm biết như vậy, dù thế nào hắn cũng không cần nhận lệnh tới đây. Lam Hàn hoàn toàn không để ý chút nào. Hắn bình tĩnh tu luyện, thời gian tu luyện mỗi ngày nửa giờ là quan trọng nhất. Cho dù bảo quả trong thiên địa cũng thiếu vài thứ đặc biệt nào đó, chỉ có lực lượng thiên địa mới có thể có. Loại vật này mới là căn bản của tu luyện, cho nên lấy bảo quả nâng cao tu vi thì có thể, nhưng cũng không thể bỏ quên tu luyện cơ sở nhất điều này vừa vặn mới là căn bản sau nửa giờ lăng hàn kết thúc công việc hiện tại áp lực của hắn cũng rất lớn yêu tộc cưỡng ép hắn rất có khả năng phải triển khai chạy thoát thân tất nhiên cần phải có thực lực cường đại cổ hạng minh người thật đáng bị coi thường lăng hàn đi tới trước mặt cổ hạng minh từ tốn nói một câu đại hoa đã đi chợ giúp hoán tuyết chấn áp hai cấm vệ quân hoán huyết cảnh tất nhiên là chuyện dễ dàng lăng hàn người lại dám đánh cấm vệ quân người làm vậy chính là tự tìm đường chết Cổ hạng minh cắn răng nói. lang Hàn cười ha hả, một tay lôi cổ hạng minh từ trong tường đi ra. a, à, cổ hạng minh kêu lên thảm thiết. Hắn bị gãy rất nhiều xương, không động còn tốt, thoáng động những cái xương gãy lại đâm vào trong thịt. Hắn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ra dòng dòng. Hắn không tự chủ được liên tục kêu lên thảm thiết. mười 3811, yêu tộc đả thương. Đại nam nhân, nhận chút vết thương ấy lại không chịu nổi. Lang Hàn cười, tiện tay ném hắn ở trên mặt đất, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống đối phương sáng sớm đã chạy tới vội về chịu tang sao miệng ngươi thật quá độc cổ hạng minh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được một người nắm giữ hai danh hiệu cấp tông sư hơn nữa còn được gọi là thiên tài võ đạo hồng thiên bộ thứ hai lại có thể mở miệng ác độc như vậy lăng hàn ngươi lại dám đánh cấm hắn gào lên nói dừng lại dừng lại ngươi đã nói qua một lần có phiền hay không lăng hàn cắt ngang lời hắn cấm về quân thì thế nào trừng phạt không được sao Cổ hạng minh trợn mắt há hốc mồm, ngươi có nhầm hay không? Có biết ba chữ cấm vệ quân đại biểu cho cái gì không? Cận thần của thiên tử, ngươi đánh cấm vệ quân, so với sỉ nhục thánh hoàng có cái gì khác nhau sao? Chuyện này rõ ràng là đi tìm chết, nhưng hết lần này tới lần khác lăng hàn lộ ra vẻ mặt không quan tâm, giống như chỉ là không cẩn thận đạp phải một con kiến nhỏ, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hắn muốn phát điên rồi, điều này so với những gì tưởng tượng ra lại hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy, lấy vị trí áp lực của lăng hàn hiện tại tâm tính nhất định là sắp suy sụp chỉ cần thấy được hắn qua tất nhiên sẽ khóc giống lên nước mắt chảy ròng ròng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy đừng giả vờ chết cũng đừng có nói nhảm nữa tại sao phải làm phiền ta tu luyện lăng hàn hỏi ta làm phiền ngươi tu luyện cổ hạng minh thật sự muốn khóc hắn nhận lệnh áp giải lăng hàn vẫn quan tâm ngươi tu luyện hay không tu luyện sao nhưng gặp phải mãnh nhân này hành động hoàn toàn không theo lẽ thường khiến cho hắn ngoại trừ phiền muộn vẫn chỉ có phiền muộn. Ta tuân lệnh của các vị đại nhân, áp giải ngươi. Hắn cắn răng nói, bốp, một câu còn chưa nói hết lời, hắn lại nhận một cái tát vào miệng. Chỉ có điều lần này không có khả năng là lăng hàn đánh, mà là tam hoa. Áp giải phụ thân ta, muốn chết sao? Tam hoa cao ngạo lạnh lùng nói. Đúng vậy, tứ hoa hai tay chống nạnh, đang, ngũ hoa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Cổ hạng minh cảm thấy sau này không còn mặt mũi nào nhìn thấy người nữa. Gương mặt này của hắn bị các hài tử vẽ linh tinh lên cũng không tính, lại còn bị một tiểu nữ hài đánh. Điều này đúng là mất mặt tới tận nhà. Lăng Hàn cười ha hả, nói, cuối cùng đã có quyết định rồi sao? Hắn suy nghĩ một chút, nói, được, vậy đi xem. Dẫn đường, Lăng Hàn sách cổ hạng minh lên. Hắn đi rất nhanh, khi tới gần cửa, chỉ thấy còn có hai cấm vệ quân bị trồng ngược trên mặt đất. Đầu của bọn họ bị cắm vào bùn đất, tới tận gáy. Bên cạnh lại là đại hoa cười khanh khách bộ dạng thưởng thức tác phẩm xuất sắc. Đừng gây ra chết người, Lăng Hàn nhắc nhở, không có việc gì, sẽ đúng giờ rút ra để thở. Đại Hoa nói, ừ, Lăng Hàn gật đầu, cổ hạng minh kinh ngạc đến ngây người, ngươi ừ một cái là được rồi sao, cũng không khuyên một chút sao, bị điên rồi, người nơi này đều bị điên, hắn vạn phần hối hận, lần này qua đây, thực sự thua thiệt lớn. Hắn làm sao có thể ngờ tới Lăng Hàn và các nữ hài tử của hắn lại vô pháp vô thiên đến như vậy. Lăng Hàn gọi Lục Hoa đi theo mình, nếu chẳng may cùng đường, hắn sẽ cường thế đột phá vòng vây, sau đó tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, để cho Lục Hoa mang theo mình rời đi. Khi hắn đi ra bước này, hắn cũng muốn tận lực thuyết phục một chút. Lăng Hàn cầm theo cổ hạng minh, bước đi về phía Hoàng Cung. Hắn triển khai thân pháp, dưới tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, chạy tới Hoàng Cung lại cần bao nhiêu thời gian. Sau khi tới nơi, hắn giảm tốc độ xuống, cấm địa của Hoàng Cung, người nào dám tự tiện xông vào lập tức liền có cấm quân tiến lên quát hỏi lăng hàn mỉm cười nói ta là lăng hàn tuân mệnh đến à đây là cổ đội trưởng của các người cổ cổ đội trưởng sau khi cấm quân này nhìn thấy rõ cổ hạng minh không khỏi bị dọa cho giật mình trái lại đây là tình huống gì thế tại sao cổ đội trưởng của bọn họ bị thương thảm như vậy cổ hạng minh vừa định vạch trần tội ác của lăng hàn lại nghe lăng hàn giành nói cổ đội trưởng của các ngươi nửa đường gặp phải yêu tộc bị đánh thành trọng thương Yêu tộc em gái ngươi, rõ ràng là bị ngươi đánh." Ở trong lòng Cổ Hạng Minh thầm kêu lên, nhưng khi nhìn thấy được gương mặt đang mỉm cười của Lăng Hàn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Có một loại sợ hãi khó nói thành lời, đó chính là Lăng Hàn thật sự có khả năng giết chết hắn. Cho nên, hắn không dám nói câu nào. Cái oan tình này cũng chỉ có lưu lại đến khi nhìn thấy đám người nghị sự trưởng bọn họ. Cho nên, khi cấm quân này mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn qua, hắn gật đầu xem như là đồng ý với lời lăng hàn nói cấm vệ quân này cho đi lăng hàn đi tới điện nghị sự dọc đường đi hắn tất nhiên còn gặp phải các cấm quân khác nhưng đều bị hắn lấy lý do tương tự đuổi đi cũng để cho cổ hạng minh gật đầu nhiều tới mức ngay cả bản thân đều sắp tin tưởng hắn thật ra là bị yêu tộc đả thương chỉ có điều cuối cùng đã tới điện nghị sự lăng hàn đi nhanh tiến vào ngày hôm nay trong điện rất náo nhiệt có rất nhiều người đang ngồi nghị sự trưởng dương bách ngồi ở vị trí đầu não không thái sư bốn đại soái ngồi ở đầu dưới, chỉ cần nhìn toàn thân bọn họ mặc khôi giáp, lại thêm khí thế đoạt người là có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Còn có tam hoàng tử, lục hoàng tử và thất hoàng tử. Đây là những người lăng hàn biết, ngoài ra còn có rất nhiều hoàng tử lăng hàn không biết được. Bởi vì bọn họ mặc trang phục thống nhất, cho nên cũng có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Trước khi Trần Phong Viêm bế quan đã giao phó chuyện lớn trong quốc gia cho Dương Bách. Cho nên cho dù mấy vị hoàng tử cấp quan trọng, vẫn do Dương Bách ngồi ở chủ vị. Bái kiến các vị đại nhân, Lăng Hàn vứt cổ hạng minh trên mặt đất, ôm quyền nhìn về phía mọi người hành lễ. Bịch, cổ hạng minh ngã một cái rất nặng, hắn vốn đã chặt chừng 10 cái xương, hiện tại thương càng thêm thương, khiến cho hắn lớn tiếng kêu lên. Hồng Thái Sư giận tím mặt, lập tức đứng lên, quát. Lăng Hàn, người thật to gan, ngay cả cấm vệ quân cũng dám đả thương, người đừng tưởng rằng mình lấy được một ít thành tựu nhỏ, liền có thể không coi bệ hạ ra gì thật đúng là to gan lớn mật, Trần Kinh nghiệp lạnh lùng nói, chương 3812, thực lực của yêu tộc. Vô Chi ngu xuẩn, tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Trần Thánh Kiệt cũng xì một tiếng, mấy hoàng tử này ai cũng từng chịu thiệt trong tay của Lăng Hàn, hiện tại cuối cùng có cơ hội, tất nhiên triển khai châm chọc khiêu khích. Lăng Hàn mỉm cười, nói, trên đường đến gặp phải yêu tộc, cổ đội trưởng vì bảo vệ ta, bất hạnh bị đánh thành trọng thương. Ta thật là cảm kích, ta nhổ vào, người nói thành nghiện sao cổ hạng minh vội vàng nhịn đau nói không phải như vậy đây rõ ràng chính là a à, hắn kêu thảm một tiếng đã bị lăng hàn một cước đá ra khỏi đại điện lăng hàn hồng thái sư dâu tóc đều dựng ngược tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo đám ngang nhiên ở ngay trước mặt hắn hành hung lăng hàn buông thõng tay nói các vị đại nhân các ngươi không phải tìm ta thương nghị chuyện yêu tộc sao ở trước uy hiếp của yêu tộc còn cần lưu ý loại chuyện nhỏ này sao đại nhân không thể không phân biệt chủ yếu và thứ yếu như vậy được. Ta, dựa vào, nghe được câu này, cổ hãng minh trực tiếp tức tới hôn mê bất tỉnh. Hồng Thái Sư không tức giận tới mức choáng váng, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Người đang ở điện nghị sự ngang nhiên động thủ, lại còn nói qua loa vài câu như vậy là xong sao. Hắn vừa muốn nói chuyện, đã thấy thất hoàng tử rũi một tay ra, nói. Quả thực, uy hiếp của yêu tộc vô cùng cấp bách. Hay là nói chính sự trước, Hoành Thiên Đại soái gật đầu, nói thất hoàng tử nói rất đúng, trong mắt hắn, loại người giống như cổ hạng minh tất nhiên giống như một con kiến hôi. Lang hàn đá đạp đánh thì đã có sao, ở dưới tiền đề yêu tộc xâm lấn, thật không đáng để nhắc tới. Các đại soái khác cũng gật đầu, bọn họ bận rộn như vậy, hiện tại thời gian lại cấp bách, cần phải lưu ý tới sự kiện của cấm vệ quân sao. Thấy bốn đại soái thất hoàng tử đều như vậy, Hồng Thái Sư nhất thời có loại cảm giác khó chịu muốn thổ huyết. Làm sao có thể như vậy? Lăng Hàn, uy hiếp của yêu tộc ngươi cũng thấy đấy." Tam hoàng tử mở miệng, hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới chuyện một cấm vệ quân nho nhỏ bị đánh. Người cảm thấy phải làm gì?" Lăng Hàn mỉm cười, nói, "Đương nhiên chỉ có một chữ, đánh." "Đánh?" Hồng Thái sư cười lạnh, "Ngươi biết yêu tộc có cường đại tới mức nào sao? Ngươi biết một khi khai chiến sẽ tạo thành thương vong nặng nề tới mức nào sao? Ngươi biết nếu chẳng may quốc thổ bị chiếm, lại sẽ làm cho bao nhiêu dân chúng vô tội phải hy sinh sao?" lăng hàn khinh bỉ liếc mắt nhìn hồng thái sư nói vậy theo ý tứ của hồng đại nhân nếu như ta mạnh hơn ngươi ta đây muốn đánh con trai ngươi ngươi lại ngoan ngoãn giao con trai ra để cho ta đánh sao ngươi đang yên đang lành tán gẫu tới trên đầu ta làm gì hồng thái sư sửng sốt nhưng không thể không nói ý tứ hắn phải biểu đạt ra và lời lăng hàn hỏi ngược lại hắn là giống nhau a à, chắc hẳn là chấp nhận số mệnh sao nào hồng đại nhân tới đây chúng ta so chiêu một chút chờ ta đánh si ngươi nằm xuống, sau đó ngươi phải nhớ, ta bảo ngươi đi về phía đông ngươi không thể đi về phía tây. Lăng Hàn nhìn về phía Hồng Thái Sư ngoắc ngoắc ngón tay. Hồng Thái Sư tức giận đến mức trong ngực phập phồng kịch liệt. Hắn vung mạnh tay áo, ngồi xuống, bản tọa xem thường chấp nhặt với ngươi. Không dám sao, Lăng Hàn cười nhạt nói, ta đây là một hoán huyết cảnh còn không khiếp sợ đánh một trận. Hồng Đại Nhân ngươi cũng không tránh khỏi quá kinh sợ, thảo nào lại nói ra lời trước này ta biết ngươi nhát gan sợ phiền phức còn không được sao. Ngươi, Hồng Thái Sư lại đứng lên, muốn nói gì đó. Hai mắt hắn phun lửa, ngươi muốn chết sao, tuy rằng Lăng Hàn vô cùng yêu nghiệt, nhưng hắn chính là tồn tại ngũ văn. Dù thế nào Lăng Hàn cũng không có thể đối kháng được. Được rồi, được rồi, Dương Bách đi ra hòa giải, đều là thần trong một điện, lại là đối đầu với kẻ địch mạnh, không nên mâu thuẫn nội bội. Vẫn là Dương Đại Nhân hợp lý, Lăng Hàn lập tức nói, dựa vào, vậy ý của ngươi là ta không hợp lý hồng thái sư lại bắt đầu phát điên người trẻ tuổi này trước sau đều có biện pháp dễ dàng khiến cho cơn giận của hắn tăng con lăng hàn yêu tộc chỉ muốn ngươi nhưng ngươi sợ chết ngươi vì cái lợi của bản thân liền muốn khiến cho binh lính của đế quốc chảy máu hy sinh cho ngươi sao trần kinh nghiệp không nhịn được trên lời nói thật ra ở trường hợp này hắn cũng không có quyền phát ngôn gì nhưng hắn lại làm sao có thể cam tâm nhìn thấy được lăng hàn chậm rãi nói chủ đạo phương hướng lăng hàn cười ha ha là người đương nhiên sợ chết cho nên chúng ta mới có thể tu luyện khiến mình trở nên mạnh hơn có thể nắm giữ vận mạng của mình nhưng ở trước mặt một số việc cho dù là sợ chết cũng phải lên bát thập cửu điện hạ nếu như yêu tộc lần này thực hiện được tất nhiên sẽ cảm thấy tộc ta dễ bắt nạt vậy lần sau lại điểm danh phải ngài không biết ngài có nguyện ý đứng ra hay không ta trần kinh nghiệp vừa mở miệng lại lập tức bị lăng hàn cắt ngang cho dù ngài có giác ngộ như vậy yêu tộc này lại muốn những người khác thì sao? Lan Hàn tiếp tục nói, chúng ta đây lại chắc hẳn là để cho yêu tộc ta cần ta cứ lấy sao? Có một số việc, ngay từ lúc đầu đã không thể nhượng bộ. Loại điểm mấu chốt, nguyên tắc này, một khi đã quyết định, lại tuyệt đối không thể dao động. Mặt khác, quân đội của chúng ta vì sao thành lập? Mục đích không phải khiến cho bọn họ hy sinh sao? Đó thật sự là khiến cho vô số binh sĩ chết trận ở xa trường phải hàm oan dưới cửu tuyền thiên chức của chiến sĩ lại là bảo vệ quốc dân, máu nhuộm xa trường, đến chết không hối hận. Bốp bốp bốp, kim cương đại soái đột nhiên vỗ tay nói, nói rất đúng, nói rất đúng, lão tử dẫn binh, xem thường nhất chính là loại mềm chứng, sợ chiến tranh sợ chảy máu sợ chết còn làm binh sĩ cái gì. Hiên viên quân không khiếp sợ đánh một trận, hiên viên đại soái thản nhiên nói, thực nguyệt quân không khiếp sợ đánh một trận, thực nguyệt đại soái bình tĩnh nói, hoành thiên quân cũng không sợ hãi đánh một trận, hoành thiên đại soái ngạo khí mười phần bốn đại soái đều biểu lộ thái độ không khiếp sợ đánh một trận hồng thái sư sốt ruột hắn bận rộn nhiều ngày như vậy bị lang hàn nói mấy câu liền lật bàn Khụ, tam hoàng tử hắng giọng một cái chương ba nghìn tám trăm ba quyết định một ta tới nói một chút về tin tức tình báo thăm dò được liên quan tới đội quân của yêu tộc mọi người vừa nghe đều nghiêm nghị yêu tộc có ba đại quân theo thứ tự là uy hổ quân huyết sa quân và huyết sa quân Tam hoàng tử vừa nói, vừa phân tích, thống lĩnh Huy Hổ quân đó là phụ thân của Hổ Tứ Hải trước đó đã tới Đế Đô này, tên là Hổ Chiến Bình. Theo tin tức cô vương nhận được, Hổ Chiến Bình chính là tu vi tầm bí cảnh. Uy Hổ quân do 6 tộc doanh tạo thành, theo thứ tự là Hổ, Lang, Sư, Báo, Tượng, Dương. Mỗi một tộc doanh đều là một vạn người, đầu tộc doanh gọi là phó tướng quân, tu vi đều là khai khiếu cảnh. Mà binh sĩ của tộc doanh, phần lớn là tu vi cực cốt cảnh đội trưởng các loại có thể đạt tới minh văn binh sĩ mới bổ sung lại là hoán huyết cảnh nghe hắn giới thiệu xong tư liệu về uy hổ quân toàn bộ điện nghị sự trở nên lặng ngắt như tờ bốn đại sư trước đó có lòng tin tràn đầy không khiếp sợ đánh một trận nhưng bây giờ lại bị đả kích nghiêm trọng lấy tu vi của bọn họ chạy đến trong yêu tộc đừng nói tướng quân không đảm đương nổi cho dù là phó tướng cũng không được chỉ có thể có thể so sánh với loại nhân vật như tiểu đội trưởng này mà đây chỉ là một uy hổ quân đánh như thế nào muốn chết sao thực lực của huyết sa quân và xích hưng quân cùng uy hổ quân không sai biệt lắm chỉ là toàn bộ huyết sa quân là do yêu tộc trong nước tạo thành toàn bộ xích hưng quân lại là do loại phi cầm tạo thành tam hoàng tử tiếp tục nói tất cả mọi người ở đó không tiếng động thực lực của yêu tộc không nói còn tốt vừa nói ra quả thực khiến người ta run rẩy chỉ là cường giả tầm bí cảnh đã đạt hơn ba người biển lục địa khoảng không toàn bộ phương hướng vị trí đều nghiền ép đánh như thế nào. Đáng sợ nhất chính là không quân, người ta ở trên trời bỏ lại công kích, người trên mặt đất căn bản đánh không được, chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có phần thắng. Không hạm, hổ cứ thành bị thú chiều săn phẳng đã nói rõ vấn đề. Không có không hạm linh hoạt nào bằng yêu thú cầm loại, đại khái là số phận rơi xuống vỡ tan. Có thể nói, yêu tộc chỉ cần phát động công kích, quân đội của đế quốc căn bản không chịu nổi một đòn, chỉ có kết cục toàn bộ phương hướng vị trí tan tác. Nếu như thực lực này sai biệt không lớn, vậy còn có thể liều mạng một phen. Nhưng bây giờ tình hình này, liều mạng thế nào, hoàn toàn lại là chịu chết. Thảo nào yêu tộc dám phái sứ giả tới bảo huyền Bắc Quốc xưng thần. Thực lực chỉnh thể hai bên tranh lệch thật sự là lớn đến khủng khiếp. Không thể đánh, tứ hoàng tử lắc đầu, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử V, V đều chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, khai chiến chính là mất nước. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, trước đó bốn đại soái đều quyết ý đánh một trận bộ dạng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành mà sau khi thực lực của yêu tộc thể hiện ra bốn đại soái dù thế nào cũng kiên cường không nổi đánh chắc chắn thất bại thậm chí khả năng mất nước đúng vậy thực lực bệ hạ mạnh mẽ e rằng không có cách nào phỏng đoán nhưng thánh hoàng dù sao chỉ là một người không có phương pháp nào có thể phân thân làm sao có khả năng địch nổi một quốc gia hơn nữa Thực lực kẻ đứng đầu yêu tộc cũng có thể có thể đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tam ca, tin tức là thật sao? Một lát sau, Bát hoàng tử hỏi, cô vương cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thực. Quả thực là như vậy, Tam hoàng tử nói, yêu tộc làm sao có thể mạnh như vậy được? Hoành Thiên đại soái nhíu mày, theo tư liệu lịch sử, yêu tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, trình độ sinh mạng vượt lên trên tộc chúng ta, cho nên ở tu luyện lúc đầu, thực lực chỉnh thể của yêu tộc còn cao hơn nhân tộc chúng ta ra một mảng lớn nhị hoàng tử trên lời nói a à, bốn đại soái đồng thời hít sâu một hơi sắc mặt dương bách cũng trở nên nghiêm trọng hắn chỉ biết là yêu tộc rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể ngờ được có thể đạt được mức độ như vậy chỉ có hồng thái sư lộ ra sắc mặt vui mừng cứ như vậy lang hàn nhất định phải chết số phận huyền bắc quốc hắn cũng không quá để ở trong lòng chỉ cần hồng thiên bộ có thể trưởng thành lên vậy hồng gia không chỉ sẽ lại cao hứng thậm chí còn có thể cường đại gấp trăm lần gấp một nghìn lần nhị hoàng tử cũng nói yêu tộc chỉ là chiếm ưu thế ở lúc ban đầu nhưng chỉ cần sau khi bước lên tiên đồ nhân tộc liền sẽ không thua kém hồng thiên bộ là yêu nhiệt ép trời bước vào tiên đồ tuyệt đối không khó xem ra chỉ có dao ra da lăng hàn hồng thái sư giả vờ trầm ngâm sau đó mới lên tiếng đề nghị này tin tưởng không có người nào nguyện ý chủ động mở miệng dù sao tỏ ra quá mức yếu kém ai cũng muốn mặt mũi cho nên hồng thái sư chỉ có tự mình ra trận ai bảo hắn hận nhất lăng hàn, cũng chỉ có như thế, kim cương đại soái là người đầu tiên đồng ý, ừ, thực nguyệt đại soái cũng gật đầu, hoành thiên đại soái không nói gì, nhưng cũng gật đầu. Cứ như vậy, trong bốn đại soái đã có ba vị đồng ý giao ra lăng hàn, đại biểu cho thái độ của quân đội cũng từ nghinh chiến biến thành cầu hòa. Hồng Thái Sư mừng rỡ, như vậy số phận của lăng hàn đã định, thất hoàng tử trầm ngâm, đột nhiên mở miệng, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Cô Vương đồng ý không thích hợp để khai chiến nhưng phụ hoàng suốt đời oai hùng cũng không vì nguyên nhân gì mà khuất phục nếu như chúng ta sợ chiến sau khi phụ hoàng xuất quan tất nhiên sẽ phát động cơn giận sấm sét không sai tam hoàng tử cũng gật đầu điều này có nghĩa là huyền bắc quốc đi gặp yêu tộc phải cúi đầu bất kể như thế nào phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý dựa vào nói thực lực yêu tộc quá mạnh mẽ không thể địch nổi chính là ngươi bây giờ nói không thể cúi đầu cũng là ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào vậy theo ý tứ của hai vị hoàng tử, nên làm cái gì bây giờ? Hồng Thái Sư trầm giọng hỏi, nếu như thất hoàng tử vẫn là tu vi minh văn cảnh, hắn kiên quyết sẽ không khách khí như vậy. Nhưng bây giờ thất hoàng tử đã bước vào khai khiếu cảnh, hắn nhất định phải tỏ ra kính sợ. Ở thế giới này, thực lực mới đại biểu tất cả. Kéo dài, cố gắng hết sức kéo dài thời gian, thất hoàng tử nói, chương 3814, quyết định 2. Chuyện trọng đại như thế, nhất định phải do phụ hoàng tới tự mình đưa ra quyết đoán. Hơn nữa, lấy sự hiểu biết của cô vương đối với phụ hoàng, khả năng quyết ý đánh một trận còn cao hơn. Nghĩ đến vị thánh hoàng khí phách tuyệt thế kia, mọi người không tự chủ được gật đầu. Điều này quả thật là phù hợp với tính cách của Trần Phong Viêm. Hồng Thái Sư khẩn trương, mọi chuyện thay đổi không sao có thể đoán trước như vậy cũng quá kích thích. Thế nào muốn khiến cho một người hoán huyết cảnh chết lại khó khăn như vậy? nhưng nếu như không kéo dài được tới khi phụ hoàng xuất quan thì sao? Trần Kinh Nghiệp hỏi, tuy rằng địa vị của hắn không cao, nhưng cũng là hoàng tử. Trong lúc nói chuyện lại thiếu đi rất nhiều e ngại, yêu tộc cho chúng ta kỳ hạn, còn có 9 ngày. Dương Bách nói, Trần Phong Viêm có khả năng xuất quan trong vòng 9 ngày sao? Khả năng này gần như là bằng không. Vấn đề là, Trần Phong Viêm vì đề phòng có người làm phiền hắn tu luyện, căn bản không có người nào biết hắn bế quan ở nơi nào, chính là muốn hắn tỉnh lại cũng không có khả năng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nên lựa chọn thế nào. Lăng Hàn gật đầu, mấy hoàng tử sát đầu quả thực không tầm thường, không nói thực lực, chỉ riêng dũng khí này, người bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Bởi vì cho dù là tồn tại giống như bốn đại soái, sau khi nghe nói về thực lực của yêu tộc cũng đều kinh sợ. Vậy tạm thời chờ đợi một chút, đến một ngày trước kỳ hạn của yêu tộc mới lại quyết định. Dương Bách đánh nhịp, Hồng Thái sư lộ ra biểu tình buồn bực như vậy cũng không có thể đóng đinh cho Lăng Hàn, tiểu tử này có vận khí gì vậy? Lăng Hàn nhìn về phía Hồng Thái sư gật đầu, thù này hắn nhớ kỹ, thủ đoạn trả thù tốt nhất chính là vượt qua Hồng Thiên Bộ, đạp nát phòng ánh sáng của Yêu Nghiệt ép trời này. Điều này đối với Vu Hồng Thái sư mà nói khẳng định còn khiến cho hắn khó chịu hơn là chết. Hồng Thái sư lại cười lạnh, hắn tin tưởng đây chỉ là để cho Lăng Hàn có thêm 8 ngày tự do. Thời điểm kết thúc ngày thứ 8, mọi người lại thương lượng một chút kết quả sau cùng khẳng định vẫn là giao ra lăng hàn. Biến số duy nhất chính là Thánh Hoàng sẽ xuất quan ở trong 8 ngày này. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, lăng hàn ra khỏi đại điện, chỉ thấy cổ hạng minh lại vẫn nằm trên mặt đất. Hắn cười, nghênh ngang đi qua, hai mắt cổ hạng minh phu ra lửa, lăng hàn lại thoải mái rời khỏi đó như thế. Hắn lại là đội trưởng cấm vệ quân, sao có thể bị người đánh một cách vô nghĩa được. Mặt mũi của Hoàng thất còn tồn tại sao, nhưng hiện tại không có người để ý tới điểm ấy nếu như phải giao lăng hàn ra vậy còn cần tính toán tới loại chuyện nhỏ này sao mà nếu như không giao người vậy tránh không được một hồi huyết chiến huyền bắc quốc rất có khả năng mất nước vậy thì càng không cần để ý lăng hàn trở lại nơi ở chỉ coi không có gì phát sinh nên làm gì thì làm cái gì cũng không lâu lắm có người đến thăm thất hoàng tử trần thái thanh đa tạ điện hạ hôm nay trượng nghĩa nói giúp lăng hàn nói một câu cảm ơn trước thất hoàng tử giang tay ra nói thân là hoàng tử làm sao có thể khiến thanh danh của một nước yếu đi được. Phụ hoàng suốt đời cường thế, tuyệt đối không thể khuất phục ở dưới uy thế của yêu tộc. Cho nên, cô vương cũng nói chỉ là nói thật mà thôi. Lang Hàn âm thầm bội phục, nói thật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quá nhiều người ở dưới áp lực, ở trước mặt sự hấp dẫn, bất chi bất giác liền nói ra những lời trái với lương tâm. Có vài lời nói thật rất dễ dàng, có vài lời nói thật cả đời cũng khó có thể nói ra. Vẫn phải cảm ơn điện hạ, hắn nói thất hoàng tử gật đầu nói nhưng hiện tại tình thế hết sức nghiêm trọng thực lực của yêu tộc quả thực rất mạnh mẽ một khi khai chiến triều ta chắc chắn thất bại nhưng chuyện này không liên quan gì tới ngươi địch mạnh ta yếu yêu tộc sớm muộn sẽ phát động cuộc chiến xâm lược vẫn là vị hoàng tử này thấy rõ giống như hồng thái sư chỉ biết tới báo thù riêng nhưng không biết cho dù giao ra lăng hàn vậy cũng chỉ là mở màn cho yêu tộc xâm lấn mà thôi ừ không chỉ là thất hoàng tử tam hoàng tử cũng vậy những hoàng tử thứ tự sát đầu đều như vậy, có can đảm, có khí độ. Hiện nay thoạt nhìn, người thừa kế đế vị cũng không sẽ làm yếu đi danh vọng của Huyền Bắc quốc. Nếu như phụ hoàng không thể xuất quan trong vòng 9 ngày, chiến tranh kia bạo phát, chúng ta phải có sự chuẩn bị." Thất hoàng tử nói, nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn, "Chuẩn bị cái gì?" Lăng Hàn hỏi, Thất hoàng tử trầm ngâm, nói, "Nếu phụ hoàng không thể xuất quan đúng lúc, trận chiến này chúng ta chắc chắn thất bại. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể liều tất cả lực chiến." Nói như vậy, nhân tộc lại thật sự phải chết nhiều hơn. Cho nên, chúng ta cần phải bảo tồn sinh lực. Lăng Hàn kinh ngạc, lời này của ngươi là có ý gì? Vào thời điểm khai chiến, ngươi liền theo cô vương rời khỏi đây. Cô vương đã sớm có bố trí, có thể ở trong loạn thế quật khởi. Thất hoàng tử lại nói, ngươi là có ý định đào binh. Lăng Hàn mở to mắt, nhìn thất hoàng tử không nói lời nào. Thất hoàng tử mỉm cười, ngươi làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết cô vương cũng không nguyện ý nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán. Nhưng nếu như không thể tránh khỏi, tuyệt đối không thể biết rõ chắc chắn phải chết vẫn vào đâm đầu vào. Trong nháy mắt lăng hàn hiểu được, thất hoàng tử này có dã tâm, có năng lực, nhưng hắn không phải nhân hoàng, mà là kiêu hùng. Một tướng công thành vạn xương khô, hắn quan tâm chỉ là hoàng đồ bán nghiệp của mình, về phần trên con đường đi tới này sẽ có bao nhiêu hy sinh, vậy hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Làm việc với người như vậy, hoặc là hợp tác, nhưng thật ra phải cẩn thận. Ai biết có thể đột nhiên bị bán đứng hay không? Ở trong mắt thất hoàng tử, mọi người là theo giá trị sắp hàng. Người không có giá trị sẽ bị hy sinh, hoặc là hy sinh vì giá trị lớn hơn nữa. Lại trong nháy mắt như thế, Lăng Hàn quyết định cùng thất hoàng tử giữ một khoảng cách. Nếu không thật sự có khả năng một ngày kia sẽ bị gài bẫy. Ta tin tưởng, tình hình sẽ không chuyển biến xấu đến mức như vậy. Hắn nói, lạc quan là chuyện tốt nhưng lạc quan tới mức mù quáng liền có thể sẽ hại chết chính mình. Thất hoàng tử vỗ vào vai của Lăng Hàn, chương 3815, bản chất kiêu hùng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cô vương vẫn rất chờ mong cùng ngươi hợp tác, cùng nhau mưu đoạt một hồi đại nghiệp. Lăng Hàn cười, hắn cũng không có muốn cùng thất hoàng tử xé rách mặt. Chỉ là trăm triệu lần không có khả năng lại hợp tác ở mức độ sâu hơn. Hiện tại hắn càng lúc càng cảm thấy thất hoàng tử đáng sợ. Đi lại gần quá, nói không chừng sẽ bị kéo xuống nước không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp. Cô Vương đi về trước, người tốt nhất nên suy nghĩ một chút, thất hoàng tử xoay người rời đi, liên tục hai lần bảo Lăng Hàn suy nghĩ thật kỹ, nói rõ hắn vẫn đặc biệt xem trọng Lăng Hàn. Chỉ tiếc rằng, Lăng Hàn đã nhìn thấu bản chất kiêu hùng của hắn. Lăng Hàn mỉm cười, nhìn theo bóng dáng thất hoàng tử rời đi. Hiện tại hắn đang bị giam lỏng, những người không có nhiệm vụ căn bản không có cách nào qua gặp hắn cho dù là dùng quang não cũng không có cách nào liên hệ được. có thể nói hắn cùng với bên ngoài đã hoàn toàn mất đi liên hệ. cũng chỉ có loại nhân vật lớn giống như thất hoàng tử này mới có thể đi vào nơi đây. nếu như ta thật sự muốn xông ra ngoài, có thể ngăn cản được ta sao? lam hàn lắc đầu. thời gian ngày lại ngày trôi qua, bầu không khí đế đô cũng càng ngày càng khẩn trương. hạn cuối do yêu tộc đưa ra càng lúc càng gần, nhưng những nhân vật lớn kia lại còn không có đưa ra quyết định cuối cùng. Thánh hoàng vẫn luôn bế quan, vậy đại quân yêu tộc tiếp cận sẽ phải chống đỡ thế nào? Người Nhất gan đã chuẩn bị rời nhà, nhưng trời đất bao la, lại không biết nên dọn nhà đi tới nơi nào. Có lẽ trốn chạy lung tung, gặp phải yêu tộc ở nơi đó cũng không chừng. Lòng người bằng hoàng, thánh hoàng không xuất hiện, tất cả mọi người có cảm giác không có xương cột sống, không có sức lực. Lang Hàn ngược lại bình tĩnh ung um dung, mỗi ngày tu luyện một chút, nghiên cứu trận pháp đan đạo, ngày trôi qua phong phú vô cùng lại như vậy tám ngày đã qua các đại lão lại tiến hành một hồi hội nghị lần này lăng hàn không có được gọi tới có người nói chỉ có mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu kiên trì khai chiến quân đội và nghị sự trưởng lại cố gắng phản đối đến sáng sớm ngày hôm sau cuối cùng hình thành quyết định chiến lăng hàn không biết bốn đại soái và nghị sự trưởng là bị thuyết phục thế nào có lẽ mấy vị kia hoàng tử đều dùng tới vũ lực có ít nhất vài vị hoàng tử chắc hẳn là đạt tới khai khiếu cảnh muốn thuyết phục bốn đại soái bọn họ đương nhiên không khó. Nếu quyết định khai chiến, vậy toàn diện động viên, nghênh đón yêu tộc xâm nhập. Lăng Hàn cũng được thông báo, hắn phải gia nhập đội quân, noi gương cho binh sĩ. Đối với điểm ấy, Lăng Hàn cũng không quá để ý. Tuy rằng hắn tự nhận mình cũng không làm sai, nhưng dù sao cũng là ngòi nổ của cuộc chiến tranh này, đứng ở tuyến đầu cũng không quá đáng. Hắn ngược lại có chút hưng phấn, muốn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của yêu tộc. Ngay cả các nhị thế tổ có liên quan ở đế đô cũng bị động viên. Phần lớn là học sinh của học viện đế đô, còn có những người đã sớm tốt nghiệp, yêu tộc quá cường đại, cần phải có chiến lược cực cốt cảnh đi đối đầu. Bọn họ lại là lực lượng trung kiên, phần lớn mọi người đều bi quan, nhưng ôm một đường hy vọng. Đó chính là thánh hoàng của bọn họ xuất quan, lấy sức một mình xoay chuyển cục diện. Bằng không, điều này thật sự chỉ là đi chịu chết, cho dù có thể chống đỡ yêu tộc được 10 ngày, vậy một tháng lại như thế nào? Trung quy, trời vẫn sẽ đổ sụp xuống. Những binh sĩ quý tộc này tập hợp ở trên quảng trường, bốn đại soái sẽ động viên một chút, sau đó đi đến tiền tuyến. Lăng Hàn trình diện, hắn lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt cừu hận. Ở trong mắt phần lớn mọi người, bọn họ phải đứng ở chỗ này hoàn toàn là vì lỗi của Lăng Hàn. Mà một khi lên chiến trường, trong bọn họ rất có khả năng có hơn một nửa số người sẽ không trở về nữa. Ai muốn chết, nhất là những tên nhị thế tổ này, ở đế đô sống từng ngày vui vẻ. Chiến tranh đối với bọn họ mà nói vốn chính là chuyện vô cùng xa xôi. Nhưng bây giờ thoáng cái phải đối mặt, khiến cho bọn họ không biết theo ai. Lang Hàn không nói gì, cho dù hắn nói cho những người này biết, cho dù nguyên nhân không phải là mình, yêu tộc vẫn sẽ phát động xâm lược, chỉ là thời gian có thể sẽ sớm muộn vài ngày mà thôi. 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đến muộn sẽ trực tiếp xử tử theo tội phản quốc, đây chính là chiến tranh, không có gì ngoại lệ, không ai có thể đùa giỡn. Bốn đại soái bắt đầu nói một hồi, nói ra vài lời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ở trên chiến trường, sĩ khí vô cùng quan trọng, sĩ khí không phấn chấn, có lẽ chỉ có thể phát huy ra ba thành chiến lực. Nhưng sĩ khí nâng cao, nói không chừng có thể vượt qua giới hạn. Được, lên đường đi. Chờ sau khi bốn đại soái nói xong, Dương Bách đứng dậy, phất phất tay. Mọi người vừa muốn khởi hành, lại bất chợt nhìn thấy được từ trên bầu trời có một bóng đen hắt xuống. Đó là cái gì? Có người tinh mắt nói không hạm hà, không hạm của chúng ta tại sao lại ở vị trí đó mọi người hiếu kỳ bởi vì lần này khai chiến cũng sẽ xuất động tất cả không hạm cùng lúc xuất phát vị trí xuất hiện kia thực sự khiến bọn họ quá bất ngờ là không hạm của yêu tộc khi bóng đen kia tới gần hơn một chút tất cả mọi người đã thấy rõ ai cũng kinh ngạc kêu lên người của yêu tộc đến làm sao có thể chọn vào lúc này ngày hôm nay không giao ra lăng hàn vậy kế tiếp chính là chiến tranh chẳng lẽ nhiều tộc tràn đầy tự tin, cho rằng nhân tộc nhất định sẽ cúi đầu, cho nên phái ra không hạm tới, muốn trực tiếp dẫn lăng hẳn về. Thực sự là phách lối, không hạm rất lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh không hạm đã đi đến phía trên quảng trường, hiện ra cái bóng cực lớn. A, à, chiều dài chiếc không hạm này vào khoảng 200 trượng, độ rộng lại là 80 trượng. Có thể nói là quái vật khổng lồ, cá thể lớn như vậy, ngay cả trên quảng trường cũng không có cách nào hạ xuống, chỉ có thể dừng lại lơ lửng trên không trung veo, trên không hàm có một con chim ưng khổng lồ bay ra, lao nhanh về phía bên dưới. Trên bầu trời, một con chim ưng khổng lồ giang rộng hai cánh, dài chừng hơn 10 trượng, lớn đến kinh người. Nó vô cánh nhanh chóng hạ xuống, dừng ở trên độ cao cách quảng trường đại khái 10 trượng. Lúc này, người người đều thấy rõ, trên thân con chim ưng khổng lồ tự nhiên mười mấy người đang đứng. Trường 3816, huyết xích la, chỉ có điều chim ưng khổng lồ này hình thể quá mức lớn, mười mấy người đứng ở phía trên hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ tất cả đều là yêu tộc nữ có nam có yêu tộc thật đúng là kiêu ngạo huyền bắc quốc bên này còn đang tiến hành tổng động viên đại chiến nhưng bọn họ thì hay rồi đường hoàng cho người đi qua đây là muốn thị uy sao được rồi để cho bọn họ có đến mà không có về vừa vặn tế cờ tất cả mọi người đều rút ra binh khí ý chí chiến đấu đã sụp sôi rất nhiều tên nhị thế tổ này chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu muốn bọn họ trên chiến trường giết địch bọn họ sợ nhưng còn bây giờ thì sao đối thủ chỉ có mười mấy người vậy có cái gì phải sợ lại một chữ giết nơi đây ai chịu trách nhiệm trong yêu tộc có người nói đây là một lão nhân dáng người cao giáo ngoại trừ hai cái lỗ tai có chút nhọn dài ra gần như không nhìn ra có chỗ nào khác với nhân tộc nhưng hắn vừa mở miệng nói như thế có ít nhất phân nửa người đặt mông ngồi xuống lại không còn ý chí chiến đấu thật đáng sợ khí thế kia quả thực giống như là huyết sát tu la từ trong chiến trường địa ngục trở về, trực tiếp khiến người ta tan vỡ. Số phân nửa còn lại tuy rằng còn đứng, nhưng cũng chỉ có thể đứng mà thôi, căn bản ngay cả chân cũng không bước ra được. Vèo vèo vèo, bốn đại soái Dương Bách, Hồng Thái sư đồng thời nhảy qua, trên mặt chấp động vẻ kiêng kỵ. Lão già này quá cường đại, vượt quá xa so với Minh Văn Cảnh. Bản tọa chính là Việt Triều Xích Hưng quân đại tướng, huyết xích la. Lão nhân này mở miệng, âm thanh giống như kim thạch, tràn ngập lực phá hoại. Xích hưng quân đại tướng, sắc mặt bốn đại soái mọi người đều đại biến. Bọn họ đã từ chỗ của tam hoàng tử biết được, thống soái xích hưng quân chính là cường giả tầm bí cảnh. Nói cách khác, huyết xích la này so với bọn họ cao hơn tròn hai cảnh giới. Hai cảnh giới lớn, không phải là cảnh giới nhỏ. Đừng nói bọn họ, chính là yêu nghiệt ép trời hồng thiên bộ kia tới, đối mặt với huyết xích la cũng chỉ có phần cúi đầu. Huyết xích la đưa mắt nhìn mọi người một lượt, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Yếu, thực sự yếu, hóa ra là huyết tướng quân một trong ba đại tướng của yêu tộc đến. Có tiếng cười dài vang lên, các vị hoàng tử thứ hạng sát đầu cũng xuất hiện, cho dù đối mặt với một vị trí cường giả tầm bí cảnh, bọn họ cũng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Lúc này mới có thể nói chuyện một chút, huyết xích la đảo mắt nhìn qua trên người của mấy vị hoàng tử. Hắn thu hồi một tia khinh thường, tu vi khai khiếu cảnh, cuối cùng không phải yếu đến mức nhìn cũng lười nhìn tới. Ừ, đám người thất hoàng tử, bao gồm huyết xích la ở bên trong, đều quay đầu nhìn lại về phía sau. Phụ thân, hình như có một gia hỏa không tốt tới. Lục Hoa ở bên tai Lăng Hàn nói, nàng vẫn ngồi ở trên vai của Lăng Hàn, các nữ hài tử khác lại đều ở trong dưỡng nguyên hồ lô. Lăng Hàn không nhìn thấy được, nhưng mơ hồ có cảm giác, hình như có tồn tại khủng khiếp nào đó đang nhanh chóng tới gần. Đáng tiếc hiện tại không thể gọi nhị Hoa ra, lấy đồng thuật của nàng khẳng định có thể thấy rõ nhưng cũng chỉ là một hồi thôi chỉ thấy phía xa xuất hiện một ánh sáng màu xanh rực rỡ rất nhanh ánh sáng này liền xuất hiện ở trên quảng trường hiện ra một nam tử trung niên đi tới a à, người này lại là một hoàng tử nhìn trang phục của hắn liền biết khí thế của hắn hùng hồn ra lộ ra một loại màu xanh đậm giống như bị bệnh gì đó lại giống như tu luyện một loại công pháp của quái nào đó đại ca các hoàng tử đều kêu lên đây là người con trai trưởng của trần phong viêm trần tinh vũ Lăng Hàn cũng không khỏi nhìn lại về phía Trần Tinh Vũ. Nếu Lục Hoa nói người này không tốt, vậy tất nhiên là có chỗ kinh người. A, à, ta hiểu được, Lục Hoa gật đầu, mặc dù không có người nào nhìn ra được. Lăng Hàn hạ giọng, nói, ngươi nhìn ra cái gì? Phụ thân, ra hỏa kia là thanh cương tinh thể. Lục Hoa nói, thần thể tiên thiên, Lăng Hàn hỏi, hắn đã từ chỗ đám đứa trẻ hồ lô biết được, trong thiên địa có thần thể tiên thiên tồn tại. Từ nhỏ vốn có thiên phú võ đạo yêu nghiệt vô cùng, còn nắm giữ các loại thần thông, chiến đấu vượt cảnh giới lại đơn giản và tự nhiên giống như ăn uống. Ừ, tuy rằng ở trong thần thể tiên thiên không được coi là quá mức kinh khủng, nhưng có khả năng được gọi là thần thể tiên thiên đã rất lợi hại. Lục Hoa gật đầu, nghiêm nghị nói, tuy rằng đây cũng khen loạn, thanh cương tinh thể sao? Ở trong lúc Lăng Hàn nói chuyện với Lục Hoa, Trần Tinh Vũ nhìn cũng về phía các đệ đệ của hắn gật đầu, sau đó nhìn về phía huyết xích la, nói. Không nghĩ tới đại soái của yêu tộc cuối cùng lại đích thân tới chơi thứ lỗi cho cô vương không tiếp đón từ xa con người của huyết xích la căng thẳng nói vị này chính là đại hoàng tử điện hạ sao không sai chính là cô vương trần tinh vũ gật đầu đại khí bàng bạc từ điểm đó có thể thấy hắn và trần phong viêm rất giống nhau cũng không biết là vì quan hệ con trai trưởng hay là hắn đang tận lực bắt trước theo huyết xích la hoàn toàn thu lại phần khinh thường vào nói không hổ danh là huyết mạch của thánh hoàng đúng là tu vi tầm bí cảnh cái gì đại hoàng tử đã bước vào tầm bí cảnh tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc cho dù là đám người tam hoàng tử bọn họ ai nấy cũng biến sắc tuy rằng tu vi cũng không thể đại biểu tất cả nhưng bây giờ trần tinh vũ đứng đầu chính là tầm bí cảnh duy nhất trong các hoàng tử điều này tất nhiên tăng thêm một phần lớn cho hắn đại hoàng tử cười nhạt nói huyết đại tướng quân quang lâm có phải có gì cần làm hay không huyết xích la nhìn đại hoàng tử hít một hơi thật sâu nói Bản tọa đại biểu bệ hạ của bản quốc, đặc biệt đến. Hắn dừng một chút, hình như có chút khó có thể mở miệng. Sau khi dừng lại một hồi lâu, hắn mới nói, đưa lên thư hàng, phụt, tất cả mọi người đều phun tới, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đang đùa ta đi, đưa thư hàng, ha ha, yêu tộc hai lần phái ra uy hiếp bảo huyền bắc quốc phải quy hàng, sau đó còn hung hãn uy hiếp, nếu như huyền bắc quốc không giao ra lang hàn, bọn họ lại phát binh đánh tới. Lớn lối như vậy, thế nào lại đột nhiên đưa ra thư hàng. Hơn nữa, thực lực của yêu tộc tuy rằng cũng không trắng trợn đập bãi, nhưng địa vị chỉ cần đủ cao, có thể biết yêu tộc là khủng khiếp đến mức nào. Đừng nói cả nước đột kích, chính là phái ra một trong ba đại quân cũng đủ để quét ngang Huyền Bắc quốc. Chương 3817, dân thư hàng, ở dưới tình huống thực lực hoàn toàn chiếm ưu, yêu, yêu tộc tự nhiên phái ra một vị đại tướng quân, nói đến dân thư hàng. Làm thế nào tin tưởng được mơ mộng hảo huyền cũng không sẽ không đáng tin cậy giống như vậy. a à, lời nói này là thật sao? Đại hoàng tử tuy rằng cũng giật mình một cái, nhưng trên mặt lập tức khôi phục vẻ thản nhiên. Huyết xích la thoáng lộ ra một sự sỉ nhục, hắn đại biểu Việt chiều qua đưa thư hàng, điều này cũng không phải chuyện vinh quang gì, làm gì có được tâm tình nói đùa. Hắn trầm giọng nói, bản tọa sao lại lấy loại chuyện này ra nói đùa sao? Đó chính là thật sự được chưa? Suy nghĩ một chút cũng đúng, cho dù nói đùa cũng không có lời nói đùa nào như vậy ở trước mặt nhiều người như vậy nói muốn dâng thư hàng nhưng vấn đề là trước đó từng phân tích qua yêu tộc hoàn toàn không có lý do cúi đầu điều này khiến cho mọi người không nghĩ ra được đại hoàng tử có cảm giác tung bay theo gió ung dung lạnh lùng bình tĩnh lập tức cười nói a à, nếu việt triều nguyện ý quy hàng vậy dương đại nhân người qua đây chủ trì một chút hắn mặc dù là đại hoàng tử nhưng bây giờ chủ sự lại là dương bách không thể bao biện làm thay. Dương Bách chẳng hiểu ra sao, chuyện này phát triển cũng quá nhanh, không sao có thể đoán trước được, khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Tại sao yêu tộc lại dâng thư hàng, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng đường đường là huyền Bắc Quốc lẽ nào ngay cả thư hàng cũng không dám tiếp nhận sao. Dương Bách đi ra, đối mặt với huyết xích la, huyết xích la đưa tay ra, từ trong không trung xuất hiện thêm một đạo chiếu thư, hai tay hắn dâng lên, đưa về phía Dương Bách, Dương Bách đưa tay, tiếp nhận hàng thư. Sau đó, hắn mở ra nhìn, bốn đại soái và các vị hoàng tử đều không tự chủ được tiến tới, ánh mắt đảo qua. Sau đó, bọn họ không ai là không lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Đây thật sự là thư hàng. Trong thư xin hàng, hoàng đế yêu tộc thể hiện đầy đủ sự tôn sùng đối với Trần Phong Viêm, cho nên cam tâm tình nguyện dẫn theo nước xin hàng, từ nay về sau thuộc về dưới trướng của Trần Phong Viêm. Bệ hạ muôn năm, Dương Bách là người đầu tiên nói, âm thanh rất lớn, cũng mang theo run rẩy từ trong thư hàng có thể thấy rõ ràng yêu tộc sở dĩ đầu hàng hoàn toàn là bởi vì trần phong viêm một người hàng phục một quốc gia quả thực giống như thần thoại thánh hoàng muôn năm bốn đại soái cũng chấn động binh khí giống to hơn thánh hoàng muôn năm mọi người xung quanh mặc dù không có tận mắt nhìn thấy được thư hàng nhưng nghị sự trưởng và bốn đại soái đều nói như vậy còn giả vờ được sao bọn họ tất nhiên cũng theo đó giống to ai có thể nghĩ tới một hồi chiến tranh đã vô cùng cấp bách tự nhiên sẽ lấy phương thức giống như vở hài kịch kết thúc như vậy. Vì biểu đạt sự tôn kính của hoàng đế chúng ta, ký kết hai tộc vĩnh viễn hữu nghị, hoàng đế chúng ta cũng phái ra nữ nhi mến yêu nhất, Bích Tiêu công chúa, hy vọng có thể cùng một vị hoàng tử thành hôn, xem như cầu nối hữu nghị giữa hai triều. Huyết Xích La lại nói, hắn hơi lui ra phía sau, không người, nhường đường cho một nữ tử ở phía sau. Nữ tử này trước vẫn vẫn ở phía sau lưng Huyết Xích La. Trên mặt nàng lại có một tấm lụa trắng che kín, không nhìn thấy được tướng mạo, tất nhiên cũng không có khiến cho người nào chú ý tới. Cho tới bây giờ, nàng lộ ra ngoài ở ánh mắt chú ý của ngàn vạn người. Mỹ nhân tuyệt thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Nữ tử này tuy rằng diện mạo không lộ ra, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi, lại làm cho tim người tung bay. Đây tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc đẹp đến hại nước hại dân. Công chúa yêu tộc đây là tới hòa thân mọi người không khỏi đưa mắt nhìn tới trên người những hoàng tử kia. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy phải hứa gả cho một trong đám người bọn họ. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta ghen tị, bích tiêu công chúa tháo khăn che mặt xuống, nhất thời một gương mặt tuyệt sắc khi vui hay khi giận đều xinh đẹp hiện lên, ngũ quan tinh xảo giống như hàng Mỹ nghệ tinh Mỹ nhất trên thế gian, như mộng như ảo. Tuyệt sắc như vậy, thật sự có khả năng tồn tại ở trên nhân gian sao? Nàng nhìn về phía các vị hoàng tử và bốn đại soái dịu dàng cuối người, nói bích tiêu bái kiến các vị hoàng tử, các vị đại nhân. nữ tử này thật sự đẹp đến tuyệt sắc huynh thành. không chỉ có bốn đại soái, dương bách cũng cúm lộ ra biểu tình si ngốc. cho dù là những hoàng tử thứ hạng sát đầu cũng không ai là không lộ ra vẻ động tâm. tất cả mọi người nhìn về phía những hoàng tử kia, biểu tình lại càng thêm hâm mộ đố kỵ. vì giai nhân tuyệt sắc như vậy, bọn họ có thể giết người phóng hỏa. lang hàn nhe răng nhếch miệng, lẽ nào hoàng đế yêu tộc này muốn dùng mỹ nhân kế, lại thêm kế ly gián? lấy bích tiêu công chúa khiến cho huyền bắc quốc nội loạn, không chiến mà thắng. Phụ thân, ta lớn lên khẳng định đẹp hơn so với nàng. Lục Hoa bĩu môi nói, lang hàn ha hả, một câu nói giấu ở bụng không có nói ra. Lão Lục, người là ẩn thân, cho dù đẹp đến mức nào thì lại như thế nào, căn bản không có người nào nhìn ra được. Ai, không có đại hắc cầu ở bên cạnh, cũng không có người giúp đỡ phỉ nhổ, vậy mình phải chịu trách nhiệm tất cả. Rất mệt mỏi, bích tiêu công chúa này quả thật rất đẹp, nhưng so ra vẫn kém Nữ Hoàng và Hổ Nữ. Lăng Hàn rất nhanh liền thu hồi lực chú ý, nhìn về phía Lục Hoa hỏi: "Thanh cương tinh thể có lợi hại tới mức nào?" Lục Hoa cắn ngón tay suy nghĩ một chút, nói: "Có thể kích phát ra một môn thần thông, đánh ra thanh cương khí, vốn có lực phá hoại đáng sợ." Ngay cả Lục Hoa cũng có thể nói vậy, thanh cương kình khí kia chắc hẳn là rất lợi hại. Chỉ có điều, thanh cương tinh thể chỉ có thể xếp hạng thứ 9, so ra vẫn kém hơn rất nhiều so với thần thông thành tựu hậu thiên. Lục Hoa lại biểu đạt xem thường, ví dụ như thuật ẩn thân của ngươi. Lang Hàn cười hỏi, đúng vậy, bảy người chúng ta có thần thông tuyệt đối có thể đứng vào trước tam đẳng. Cũng chỉ có một ít thần thể siêu cấp như thần thể vô lược, thần thể vạn kiếp có khả năng vượt qua chúng ta. Nhưng thần thể như vậy mấy vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Lục Hoa vô cùng cao ngạo nói, a à, người thế nào cũng bị lây nhiễm khuyết điểm của Tam Hoa vậy. Lang Hàn không khỏi hâm mộ, hắn rõ ràng là từ trong thần thạch xuất thế, vì sao lại không có thần thông gì? Chương 3818, đề nghị mê người một. Điều này không hợp đạo lý, lẽ nào hắn có thần thông gì còn ẩn không mở ra? Lăng Hàn không nhịn được lại bắt đầu mơ tưởng, xem ra không còn chuyện gì liên quan tới chúng ta nữa. Trở về thôi, Lăng Hàn xoay người, nếu như yêu tộc cũng đã tới đầu hàng, vậy dĩ nhiên không có chiến tranh. Không có uy hiếp của yêu tộc, tất nhiên cũng không có ai còn dám giam lỏng Lăng Hàn cấm về quân phía bên ngoài viện của hắn rất nhanh lại thu lại hai ngày trôi qua hiên viên định quốc đến tìm hắn này 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 người biết yêu tộc tại sao muốn đầu hàng hay không gia hỏa kia thần thần bí bí nói ta không biết lang hàn lắc đầu ngươi đoán đi hiên viên định quốc còn đang muốn thừa nước đục thả câu không nói thì thôi lang hàn quay đầu sang chỗ khác a à, ngươi gia hỏa này thế nào một chút lòng hiếu kỳ cũng không có hiên viên định quốc thở dài Ngươi thật đúng là khiến cho người ta chơi hoàn toàn không vui chút nào. Chỉ có điều, hắn căn bản không kìm chế được, lập tức bu lại, nói. Là bệ hạ, sao, lang hàn nhì về phía hắn. Bốn ngày trước, bệ hạ tự mình đi tới hoàng cung của yêu tộc, cùng yêu hoàng đánh một trận. Sau đó ngày hôm sau yêu hoàng liền đưa ra quyết định xưng thần, phái ra huyết xích la và bích tiêu công chúa. Hiên viên định quốc nói, vẻ mặt hắn đầy ngưỡng mộ, đời này nếu như ta có thể tu luyện ra một phần trăm thực lực của bệ hạ thì tốt rồi. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hóa ra Trần Phong Viêm tự nhiên vô thanh vô tức xuất quan, còn giáo dục yêu hoàng một chút, trực tiếp đang cho yêu tộc bội phục. Điều này quá mức trâu bò rồi, vì sao Trần Phong Viêm không nói trước một tiếng? Hiển nhiên, vị thánh hoàng này là muốn xem thử một chút về biểu hiện của mọi người. Thế này, những kẻ phái cầu hòa lộ ra nguyên hình, sau đó chắc chắn sẽ không lại được Trần Phong Viêm trọng dụng nữa. Như đã nói qua, công chúa yêu tộc kia thực sự quá đẹp, quả thực là kẻ gây tai họa. Hiên viên định quốc chuyển trọng tâm, nói đến trên người bích tiêu công chúa. Đáng tiếc, yêu tộc đã nói rõ ràng, vị công chúa này chỉ hứa gả cho một vị hoàng tử nào đó. Chúng ta không có phần, hắn thở dài, giống như chết cha chết mẹ, có thể thấy được một phần mị lực của bích tiêu. lang Hàn lắc đầu, cười nói, vậy ngươi cố gắng tu luyện, sau này còn muốn lợi hại hơn so với yêu hoàng, cưới một nữ nhi khác của hắn không được sao. Hiên viên định quốc ra vẻ muốn đánh hắn, muốn vượt qua yêu hoàng, có khả năng sao, ầm 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 đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa lớn, ai vậy, muộn thế này rồi, tiểu thị nữ chạy đi mở cửa, chỉ qua một hồi, nàng lại khiếp sợ chạy về, nói. Thiếu ra thiếu ra, bên ngoài có một người tự xưng là công chúa yêu tộc cầu kiến. Phụt, hiên viên định quốc nhất thời phun ra một miệng trà, công chúa yêu tộc tới chơi, phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Bích Tiêu công chúa có phải là tới vị yêu hầu quyền hay không? Nếu không, cho dù hắn là Hồng Thiên bộ thứ hai, đối phương cũng không đến mức coi trọng hắn như vậy. "Ngươi giỏi lắm." Hiên Viên Định Quốc đánh một quyền ở trên ngực của Lăng Hàn. "A, à, dám đấm vào ngực của phụ thân ta." Bảy đứa trẻ Hồ Lô đều nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Định Quốc, đã có ý định đánh cho hắn một trận. Lăng Hàn không để ý đến Hiên Viên Định Quốc, hắn nhìn về phía tiểu thị nữ gật đầu, nói: "Đi mời người tiến đến." tiểu thị nữ liền vội vàng xoay người, đi mời công chúa yêu tộc tiến vào. Cũng không lâu lắm, liền thấy tiểu thị nữ và bích tiêu công chúa một trước một sau đã đi tới. Trước đó ở khoảng cách xa, không nhìn thấy quá rõ ràng. Nhưng bây giờ vì công chúa yêu tộc mặt tươi như hoa đang ở trước mắt, mỗi một tấc da thịt đều có thể thấy rõ. Quả thực đẹp, đẹp đến tinh xảo, đẹp đến mức giống như mộng ảo, đẹp đến mức khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Lăng Hàn lại hoàn toàn không để ý chút nào hắn luôn ở cùng một chỗ với loại đại mỹ nhân giống như nữ hoàng tất nhiên sẽ sinh ra năng lực miễn dịch cường đại đối với mỹ nữ hắn mỉm cười ôm quyền nói ra mắt bích tiêu công chúa bích tiêu công chúa hé miệng cười nói thần là người của hàn quốc làm sao dám nhận lễ của lăng đại sư giọng nói của nàng nhẹ nhàng êm tai vô cùng phụ thân nữ nhân này có chút lợi hại nhị oa lấy thần thức truyền âm nói nàng đã là tầm bí cảnh đôi mắt của lăng hàn không khỏi trở nên căng thẳng Mỹ nữ này mới nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi, lại là cường giả tầm bí cảnh. Không nhìn ra, hoàn toàn không nhìn ra. Hắn mỉm cười, nói: "Ở trước mặt một vị cường giả tầm bí cảnh như công chúa, ta làm sao dám xưng là đại sư." Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp a, à, Hiên Viên Định Quốc không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng cũng mở ra. "A, à, Bích Tiêu công chúa lại là cường giả tầm bí cảnh." Bích Tiêu công chúa cũng cả kinh, nàng trăm triệu lần không ngờ được Lăng Hàn có thể nhìn thấu tu vi của mình. Phải biết rằng, trên người nàng lại mang một bảo vật, có thể áp chế khí tức của nàng, thoạt nhìn cũng chỉ là hoán huyết cảnh. Nàng nhoèn miệng cười, nói, Lăng Đại Sư quả nhiên không tầm thường, chỉ riêng nhãn lực này thật ra đã làm cho Bích Tiêu bội phục. Điều này coi như là thừa nhận, hiên viên định quốc hoàn toàn không khép miệng lại được, lão tử nhà hắn cũng không qua được minh văn cảnh, ở trước mặt tầm bí cảnh chính là bị giết chết trong giây lát, hắn còn dám có ý kiến gì đối với Bích Tiêu lăng hàn lại vẫn lạnh lùng bình tĩnh trần phong viêm đã hoàn toàn chấn áp yêu tộc cho nên cho dù hắn đối mặt với một tầm bí cảnh cũng không cần lo lắng ở dưới trường hợp này bích tiêu công chúa không có khả năng ra tay đã như vậy tầm bí cảnh lại có gì phải sợ lăng hàn mỉm cười nói công chúa tới đây không biết là vì chuyện gì bích tiêu công chúa thản nhiên cười nói bích tiêu muốn thỉnh giáo với lăng đại sư về một môn quyền pháp tới lăng hàn giả vờ mờ mịt nói Công chúa Điện Hạ lại là cường giả tầm bí cảnh, không cần thỉnh giáo tại hạ về quyền pháp chứ. Bích tiêu công chúa cũng không có vạch trần lăng hàn, nói. Môn quyền pháp này, chắc hẳn chỉ có lăng đại sư mới có thể biết được. a à, bích tiêu công chúa liếc mắt nhìn hiên viên định quốc, cũng không có gì cấm kỵ, nói. Bích tiêu muốn thỉnh giáo lăng đại sư về yêu hầu quyền. chương 3819, đề nghị mê người 2. Nếu đối phương đã nói rõ ràng như vậy, lăng hàn cũng không tiện lại giả vờ hồ đồ nữa hắn mỉm cười nói môn quyền pháp này chính là do một vị trưởng bối truyền thụ không được vị trưởng bối này đồng ý tại hạ không dám truyền ra ngoài bích tiêu công chúa dịu dàng cười không biết vị trưởng bối này của lăng đại sư hiện tại đang ở nơi nào có thể để cho bích tiêu bái kiến một chút hay không vị trưởng bối này của tại hạ thích thanh tĩnh không muốn bị người khác làm phiền lang hàn một lời liền từ chối đôi mắt đẹp của bích tiêu công chúa đảo quanh có hàng vạn hàng nghìn phong tình trong nháy mắt hồn của hiên viên định quốc cũng bị lấy mất. Bích tiêu lần này qua, phụ hoàng dặn phải mang thêm một ít vật, kết giao với trọng thần trong triều Ách, lời này nói trắng trợn như vậy thật sự thật tốt sao? Lăng Hàn không tiếp lời, chỉ mỉm cười. Bích tiêu công chúa rũi một tay ra. Trong lòng bàn tay trắng mịn non mềm đã có thêm một trái cây màu xanh trong có dẫn màu tím, tản ra mùi thơm mê người. Nàng cười nói, đây là quả sinh mạng, cho dù là võ giả khai khiếu cảnh cũng có thể dùng. Tim Lăng Hàn nhất thời đập thình thịch, chỉ có điều hắn biết bí tiêu công chúa chính là cường giả tầm bí cảnh, tất nhiên không có khả năng đi cường đoạt. Như vậy thật sự sẽ bị người ta nắm cán, khai khiếu cũng có thể sử dụng. Hiên Viên Định Quốc còn không ngừng vỗ vào vai của Lăng Hàn. Đây chính là thứ tốt có thể làm cho bốn đại soái bọn họ cũng phải phát cuồng. Vì sao bốn đại soái bọn họ chậm chạp không có cách nào đột phá? Dù sao cũng phải nói, chính là hoàn cảnh thiên địa không cho phép. Vì sao không cho phép? ở trên trình độ rất lớn chính là thiếu bảo quả sinh mạng tương ứng như vậy tùy tiện đột phá sẽ khiến cho mình hao tổn căn bản quá mức nghiêm trọng sớm đi đời nhà ma nếu có quả sinh mạng cấp bậc khai khiếu cảnh vậy hiên viên đại soái đột phá khai khiếu cảnh lại gần như là chuyện ván đã đóng thuyền cho nàng đi quyền pháp gì có thể chân quý bằng bảo quả khai khiếu cảnh hắn ở bên tai lăng hàn khuyên nhủ tên nhị thế tổ này sẽ không có chút theo đuổi nào sao bảo quả khai khiếu cảnh lại thu mua được ngươi sao Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, yêu hầu quyền lại là do hầu ca truyền lại, cũng là tuyệt học hắn đắc y nhất. Hầu ca là tu vi gì, tuyệt đối không kém hơn Trần Phong Viêm, cho nên, cầm chỉ ít quyền pháp cấp sinh đan cảnh đi trao đổi bảo quả khai khiếu cảnh, đây không phải là điên rồi sao? Thấy Lăng Hàn không có phản ứng gì, tay Bích Tiêu công chúa thoáng lật một cái. Trong tay trái của nàng lại có thêm một bảo quả, đây là bảo quả nâng cao tu vi, thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý lấy ra yêu hầu quyền, ta liền cho ngươi 20 quả. Đừng nói 20 quả, nhiều hơn nữa Lăng Hàn cũng không có khả năng truyền thụ. Đây cũng không phải là tuyệt kỹ hắn nhận được từ trong di tích cổ. Bởi vậy, phải được Hầu Ca đồng ý mới được, thật ngại quá, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đây là trưởng bối truyền thụ, không được vị trưởng bối này cho phép, ta không có khả năng truyền thụ. Lăng Hàn thản nhiên nói, nhưng giọng nói lại đặc biệt kiên định. Bích Tiêu công chúa không khuyên nữa, nàng biết quan sát sắc mặt, thái độ của Lăng Hàn vô cùng kiên định không có khả năng dao động. Đã quấy rầy rồi, nàng thản nhiên cười, cũng không có xấu hổ sau khi bị cự tuyệt. Điểm ấy đặc biệt khó có được, bởi vì nàng lại là cường giả tầm bí cảnh, ta tiến công chúa, Lăng Hàn nói, Bích Tiêu công chúa ra cửa, sau đó quay đầu lại, nói: "Nếu như thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào." Lăng Hàn chỉ cười, cũng không đáp ứng hay là từ chối. Nhìn theo bóng dáng Bích Tiêu công chúa biến mất ở trên đường, sau đó Lăng Hàn quay người lại, dự định đi vào nhà. Nhưng thình lình hắn nhìn thấy được gương mặt si ngốc của hiên viên định quốc. Nhìn bộ dạng này của hắn, chỉ cần bích tiêu công chúa đồng ý mỉm cười với hắn, hắn ngay cả lão tử cũng có thể bán. Nữ nhân này thực sự tới để hại nước hại dân sao. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, đừng nhìn nữa, người cũng đã không còn bóng dáng. Lúc này hiên viên định quốc mới thu hồi ánh mắt, sau đó nắm thật chặt tay phải, nói. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta phải cố gắng tu luyện, vượt qua công chúa yêu tộc này. Lăng Hàn kinh ngạc, Mỹ sắc lại còn có thể thúc đẩy người ta phấn đấu như vậy sao? Được rồi, nhìn như vậy, công chúa yêu tộc này tới cũng không phải hoàn toàn gây tai họa. Yêu tộc có bảo, trước đó tứ hoàng tử cũng rất hùng hồn, đưa cho Lăng Hàn hơn bốn bảo quả sinh mạng. Hiện tại một vị công chúa tới, chắc hẳn là theo truyền thống này tiếp tục phát dương quang đại. Chỉ có điều, thứ nhất bích tiêu công chúa là tầm bí cảnh, căn bản không có khả năng chiến thắng. Thứ hai người ta lại xinh đẹp như hoa, làm sao có thể tùy ý ra tay. Cho nên, muốn hãm hại Bích Tiêu công chúa giống như đối với tứ hoàng tử của Yêu tộc, nhận được bảo quả là không hiện thực. Cho dù hắn thật sự thành công, lấy nhân khí của Bích Tiêu công chúa, chắc hẳn Lang Hàn cũng sẽ bị ngàn người chỉ trích. Vậy làm sao bây giờ? Lang Hàn nhìn lại về những đứa trẻ hồ lô, không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. "Lục Hoa, tới đây, giao cho ngươi một nhiệm vụ." Lang Hàn cười nói hắn nhìn về phía lục hoa dạy cách tùy cơ ứng biến, khiến cho tiểu hoa nhi tử không ngừng gật đầu, không ngừng lộ ra dáng vẻ bừng tình. Ta hiểu, ta hiểu, lục hoa lộ ra vẻ bội phục, phụ thân, ngài thật hèn hạ, lăng hàn lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói, hèn hạ không thể xem là khen người, phải nói là anh minh, phụ thân, ngài thật sự anh minh, bảy hai từ đồng thời nói, lăng hàn dạy lục hoa, không phải là lợi dụng năng lực ẩn thân của lục hoa, làm bẩn y phục của bích tiêu công chúa, mà là nhân lúc đối phương tắm hạ thủ, trộm pháp khí không gian của đối phương qua. Tay lật một cái liền có thêm một bảo quả, không phải là pháp khí không gian thì là cái gì. Lục Hoa lập tức xuất phát, Lăng Hàn ở lại chờ tin tức tốt, đến thời điểm nửa đêm, Lục Hoa thuận lợi trở về. Phụ thân, đã lấy được đồ, Lục Hoa nói, đưa qua một cái ngọc bội, Lăng Hàn lấy thần thức đưa vào, lập tức tiến vào bên trong một không gian. Không lớn, không gian lập thể chiều dài, chiều rộng chiều cao là ba thước so với giữa nguyên hồ lô còn nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong đó, ngoại trừ một ít bảo quả ra, còn có mấy bộ quần áo. Nhưng cũng không có công pháp, vũ kỹ các loại.